Tập một, anh chàng này là Nagi do lúc mới sinh bị đặt nhầm giường nên bố mẹ hiện tại không phải là bố mẹ ruột của anh. Hôm nay cả nhà có một buổi đi gặp mặt gia đình bên kia để xem thử bố mẹ ruột của Nagi cũng như con ruột của hai vợ chồng này. Trước khi đi còn được mẹ chúc mừng sinh nhật làm cu cậu hơi bị bối rối, cô em gái Sachi hỏi anh sắp thành con nhà người ta à, nhưng đã sống ở ngôi nhà này tận 16 năm rồi nên không đời nào Nagi có suy nghĩ đó. Cuộc nói chuyện giữa hai anh em đang cười đùa vui vẻ thì đột nhiên Sachi không kìm được nước mắt Cô bé khóc và nói không muốn anh hai đi mất. Nagi nhẹ nhàng xoa đầu động viên em gái sẽ không có chuyện anh về làm con nhà họ đâu. Đang trên đường đến nhà hàng gặp gỡ thì đụng độ một cô gái đang trèo lên cầu. Tưởng người ta định nhảy cầu Nagi loạn cả lên anh lao tới kéo cô gái lại mà thế éo nào cái tay đã đặt nhầm chỗ. Sau khi ăn một cú đánh cực đau mới hiểu chuyện cô gái kia chỉ định giả vờ tự sát để quay video đang top top thôi. Lý do cô cố tình gây náo động là vì muốn bố mẹ hiểu rằng mình chưa muốn kết hôn, hai người khá giống nhau ở điểm một người thì bị trao nhầm con một người thì bị hứa hôn. Vừa mới biết tên cô gái này là Erika Nagi nhận ra ngay nhỏ chính là hot top top cơ mà bọn bạn cùng lớp suốt ngày nhắc đến. Cậu luôn cho rằng dễ thương như này thì chắc chắn là chỉnh sửa rồi nhưng giờ thì đã hiểu ra hoàn toàn không phải chỉnh sửa. Nghe tin Nagi học tại trường dự bị đại học siêu danh giá nghĩa là cậu phải rất thông minh học giỏi, Erika muốn cậu giả vờ làm bạn trai của mình. Vì nếu bố mẹ biết mình đang quen một anh chàng cực kỳ thông minh tương lai sáng lạn thì chắc chắn sẽ bỏ qua vụ hứa hôn kia. Nhưng chả liên quan gì đến mình Nagi bỏ mặc nhỏ mà bỏ đi, Erika liền lôi đoạn video ban nãy ra đe dọa sẽ gửi tới ngôi trường danh giá của cậu. Không còn cách nào khác Nagi buộc phải chấp nhận cơ mà trước giờ toàn cắm đầu vào học cậu không biết hẹn hò phải làm gì. Erika cũng méo biết luôn nhỏ cha Google thì được người ta bảo là hai đứa phải ấy ấy. Nagi đòi cái điện thoại xem thử làm cô lỡ ấn nhầm nút chụp hình cậu chợt nghĩ ra nếu vậy chỉ cần chụp một tấm bằng chứng hai đứa đang hẹn hò là được. Nhưng đến khi đứng cạnh người chợt ngửi thấy nhỏ rất thơm và thế là phá hỏng luôn bức ảnh, giờ là lúc đi chọn quần áo cho giống một cặp đôi Erika lôi Nagi đi hết tiệm này đến tiệm khác. Nhìn cái giá tiền của đống đồ cô ta mua mà Nagi choáng ngợp luôn quả thật con bé này đại gia hết sức tưởng tượng. Giờ là lúc chụp hình cậu buộc phải tạo dáng mạnh mẽ cho hợp phong. Mà thắc mắc bố mẹ Erika làm nghề gì mà nhiều tiền thế cô đáp bố mình là ông chủ khách sạn nhưng rốt cuộc vẫn chả có tấm nào trong tự nhiên cả. Một tấm ảnh tốt là phải truyền tải được bầu không khí và cả cảm xúc của người chụp. vậy nên chốt lại cô vẫn sẽ sử dụng tấm ảnh bấm nhầm lúc đầu tiên. Tấm ảnh này toát lên một sự thân thiết nhìn là muốn cười rồi làm Nagi hơi ngạc nhiên về những gì Erika này nói. giờ thì cậu mới hiểu cô gái này cũng bình thường như mình. đột nhiên một đám học sinh hâm mộ quá khích từ trường khác đến chúng đã bám đuôi Erika một thời gian rồi. Không muốn liên lụy cô nói đây chỉ là người đi đường thôi nhưng Nagi thẳng thắn lên tiếng mình là bạn trai cô ấy. Tên kia đã dơ nắm đấm lên Ezika dục Nagi mau bỏ chạy. Nhưng xin lỗi anh mày có biết võ đấm cho đám kia sợ chạy té đái. Dù sao bố mẹ cậu cũng từng là đầu gấu một thời nên được nuôi dạy theo hướng đó. Erika chợt nghĩ ra một ý kiến tuyệt vời đó là dùng nắm đấm để quậy tan nát buổi ra mắt với tên mà cô bị hứa hôn kia. Tài xế đã tới đón trước khi chia tay nhau Erika có lời cuối cùng muốn nói với Nagi. Trông vậy thôi chứ thực ra cô chẳng có người bạn nào nên hôm nay có cảm giác như hẹn hò cô thấy rất vui. Giá mà người mình được ghép hôn là cậu thì tốt biết bao. Đùa thế thôi rồi đi về trước còn thanh niên mùm nói chê nhưng cái mặt hơi bị đổi màu. Đã rất muộn giờ cậu vội vàng chạy đến nhà hàng gặp gỡ giữa hai gia đình và đây chính là bố mẹ ruột của Nagi. Vì yêu quý cả con ruột lẫn con nuôi nên hai bên gia đình đã đưa ra một giải pháp tốt đẹp nhất. Đó là muốn hai đứa con kết hôn với nhau luôn là đẹp cái bài. Và cũng may thay khi hay tin hai đứa đang hẹn hò với nhau do con gái họ vừa gửi một tấm ảnh. Thôi toang rồi thế éo nào người bị trao nhầm với Nagi lại chính là cô gái vừa gặp hồi chiều. Cả hai đều ngỡ ngàng ngã ngửa nhưng nhân cơ hội này Erika lại thấy tốt mặc cho Nagi không muốn chuyện này chút nào. Hôm sau tới trường vô tình bị một bạn nữ đụng phải người cô gái đó xin lỗi cậu rồi vội bỏ đi. Nếu là trước đây Nagi vẫn sẽ để yên nhưng giờ thì khác cậu không thể từ từ được nữa lớn tiếng thách thức trong kỳ thi thực lực tiếp theo nhất định sẽ đánh bại cô mặc dù cô chả nhớ cậu là ai cả. Nagi phải nhắc lại thật to mình là người đứng thứ hai toàn khối. Cậu đã hạ quyết tâm sẽ giành lấy vị trí số 1 và tỏ tình với cô ấy. Tập 2 Nghe tin hôm nay Erika ghé qua nhà Nagi nhất định không muốn bởi cậu chưa từng đồng ý vụ kết hôn nhưng mẹ hỏi lý do thì lại không nói được. Cơ mà chính con bé mới là người muốn đến đây chứ không phải do bố mẹ gì hết. Giờ thì thánh của chúng ta đã hiểu không lẽ Ezika thích mình thật. Nếu vậy buổi gặp gỡ hôm nay cậu phải chấm dứt thứ tình cảm của cô gái ấy vì trong tim Nagi đã có người khác rồi. Cô em gái Sachi thì đang thắc mắc, một tiểu thư theo học trường nữ sinh danh giá và rất nổi tiếng trên top top liệu có phù hợp với ngôi nhà tồi tàn này. Nagi nói nhưng đó là chị gái ruột của em khiến cô bé nổi cáo. Nagi ăn mặc chỉnh tề và dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ nhưng đã muộn một tiếng vẫn chưa thấy Erika đâu. Vừa ra mở cửa nhà thì giật mình thấy cô ta đã ngồi đây từ đời nào rồi thì ra nhỏ không biết bấm chuông. Vào nhà Erika ngồi phệt lên cái tủ sách bị Nagi nhắc mới biết là phải ngồi xuống sàn đã vậy còn mang cả giày vào nhà. Chắc chắn nhỏ này đang căng thẳng lắm đây. Erika mới lên tiếng nói muốn xem nhà cậu và hỏi nó ở đâu. Cho đến khi biết nơi mà cô đang ngồi chính là ngôi nhà chứ éo phải cái nhà kho thì hơi sốc. Đã vậy cô ta vẫn còn không tin thì đúng vô duyên thật. Nagi phải dẫn Erika đi khắp các phòng từ bếp tới nhà vệ sinh thì cô ta mới tin. Nhà bé nên cậu và em gái sống chung một phòng vì em nó từng đá sập cái cửa ngăn cách giữa hai bên nên giờ chỉ có một tấm rèm tre. Còn giờ là đến lượt qua nhà Erika thì nó to khủng khiếp, mà ngoài cái này ra còn có 6 biệt thự khác trong nước và ngoài nước. Nagi chó ngược vì nhà éo gì mà cứ ba bốn cái phòng vệ sinh và phòng tắm riêng rồi còn sân tennis, sân golf, bể bơi vân vân. Tóm lại thì thế giới hai người quá khác nhau cậu quyết định tới nói thẳng ra quyết định từ chối kết hôn. Mà chưa kịp lên tiếng Erika đã nói trước không đồng ý kết hôn đâu vì nãy giờ cứ thấy cậu bồn chồn tưởng định ngỏ lời. Vậy hóa ra lý do cô muốn sang nhà cậu chỉ đơn giản là muốn gặp bố mẹ thôi. Nagi đành dẫn cô ta tới quán ăn của bố mẹ mình và nó chính là tầng một ngay dưới nhà cậu. Nhỏ cứ tăm tia khắp các ngóc ngách trong quán rồi đột nhiên đứng dậy nói không kết hôn đâu tiếp đó đạp tung bàn ghế lên và cãi lại bố mẹ cậu còn lâu mới có chuyện kết hôn theo ý gia đình đụng phải hai người từng là giang hồ chơi thân với anh bảnh thì con bé tới số rồi hai bên giao tranh loạn hết cả lên với nhau nhưng toàn bộ vừa rồi chỉ là tưởng tượng của nagi mà thôi hai ông khách khen hôm nay quán lại có một cô bé xinh xắn ghé qua thì bố mẹ nagi giới thiệu đó là hôn thê của con mình bố mẹ cậu đem món đặc biệt trong quán ra mời hai đứa thì nagi bắt đầu thấy rén vì cái vẻ mặt khinh bỉ món ăn rẻ tiền của cô ta nhưng cũng may Erica vẫn khen món ngon. Chưa dừng lại bố mẹ cậu cứ xăm soi và nhận xét Erika rất giống mình với con bé Sachi. Đã thế còn muốn Erica ngủ lại ở đây hôm nay rồi thì tắm chung các thứ. Nhưng cô ta là tiểu thư nhà giàu làm sao mà chịu nổi mấy thứ nghèo hè này. Cậu đang cực kỳ lo sợ Erika sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào thì cô chợt đứng dậy muốn đi về. Nagi phải đuổi theo muốn biết lý do mà tự nhiên Erica lại bật khóc nức nở bởi dù rất muốn được trở nên thân thiết hơn với họ nhưng không hiểu sao cô lại không thể nói nên lời, mặc dù bố mẹ ruột đã chào đón đến vậy thế mà họng cô cứ cứng lại. Nagi động viên bố mẹ cậu rất dễ tính nên họ sẽ không để bụng đâu và rủ Erika cùng mình quay lại. Vừa thấy con gái là bà mẹ đã lao tới ôm ấp rồi hai người dọn cơm ra cho các con ăn. Cuối cùng Erika đã có thể vui cười với họ và tối muộn cô phải trở về vì sợ bố mẹ ở nhà lo. Nagi tiễn bạn ra đường lớn thì bố Erika đến hai người quyết định kể về chuyện hẹn hò chỉ là giả. Nhưng thật ra ông cũng biết điều đó rồi và cho hai đứa lên xe trở đến một nơi. Đó chính là một căn nhà riêng có ghi tên hai đứa vào trong hai tuần tới Nagi với Erika hưởng tuần trong mật ở đây. Thế mà dám nói là biết rồi. Tập 3 Ngay cả bố mẹ Nagi sau khi nghe tin cũng đồng ý luôn rồi. Riêng con bé Sachi thì rất giận dỗi liên tục spam tin nhắn chết đi. Thấy Erika hoàn toàn chịu đựng không chống trả lại thì Nagi mới hiểu tính bố ruột của mình như nào. Giờ thì đặt ra quy tắc hai người sẽ không dính dáng gì đến nhau, nhưng Nagi chợt nhận ra đây hoàn toàn là một môi trường yên tĩnh không bị ai làm phiền thì quá tốt để cậu ôn bài cho kỳ thi tới. Sáng sớm ngủ dậy bất ngờ nghe thấy tiếng hét của Erika cậu vội vã lao vào nhà tắm và cái kết. Cứ nghĩ sẽ bị ăn chửi Nagi chạy ra thì lại bị nhỏ lôi vào. Hóa ra cô sợ con thạch sùng nhưng méo hiểu kiểu gì thánh của chúng ta còn sợ hơn. Thế là tự nhiên Ezika có cảm giác phải tự mình bắt ném nó đi, đang định mở điện thoại ra học bài vì không mang theo sách vở thì xui thay đã hết pin và cũng chả mang theo cục sạc. Đúng lúc đó có người giao hàng mang sách vở và một cái sạc pin tới nhưng Ezika nói không cần đến đống rác này. Nagi phải gục đầu xuống cầu xin đống rác đó là cả gia tài đối với cậu nên muốn mượn sách giáo khoa của cô. Nhưng bù lại cậu phải đứng chỉnh ánh sáng và chụp ảnh cho nhỏ, cơ mà nhiều cái dáng quyến rũ hơi bị hại mắt cậu bị vấp chân phải cái ghế Nagi ngã và người Ejika liền bị nhỏ đấm cho một cái, mà không ngờ cú ngã vừa rồi lại tạo nên một tấm ảnh tuyệt đẹp và thế là suốt cả ngày chỉ có chụp ảnh. Nagi muốn kết thúc sớm chuyện này cậu tự ý xịt cái vòi nước rồi chụp theo ý mình mà không ngờ lại tạo nên một tấm chân thật hết sức tưởng tượng. Rồi hai đứa cứ tranh cãi nhau về việc chụp ảnh tiếp lại còn bắn nước tùng lum ướt nhẹp người. Bức ảnh của Ejika được rất nhiều like và sách vở cô cũng đã đưa cho cậu nhưng không hiểu sao Nagi lại cố gắng học đến vậy. Đơn giản vì gia cảnh nhà khó khăn nên cậu chỉ muốn sau này bố mẹ được sống thoải mái. Còn lý do mà Ejika ám ảnh mạng xã hội là vì cô muốn trở nên nổi tiếng rồi một ngày nào đó nó sẽ được truyền tải tới một người mà cô rất muốn chạm đến. Cơ mà trong bữa ăn nhỏ mới nói thực ra đồ đạc của cậu cũng được chuyển tới đây từ sáng rồi thế là mất toi một ngày trời. Sáng hôm sau tới trường bọn học sinh đang bàn tán về vụ Nagi thách đấu với Hiro sẽ giành lấy hạng một. Họ coi thường Nagi nhà nghèo chỉ vì được nhận học bổng nên mới hoàn toàn không phải trả học phí. Cậu bỏ ngoài tai hết những lời đó và khi vừa mở tủ giày ra thì giật mình trước lá thư Hiro gửi hẹn gặp nhau tại sân thượng sau giờ học. Đã vậy cô ấy còn đang đứng ngay trước mặt với một dáng điệu bối rối khó xử trả lẽ nào. Trong buổi trưa thì liên tục bị mấy thẳng tới khịa. Dù sao Hiro cũng là một cô gái luôn giành vị trí thủ khoa vừa dịu dàng giỏi giao tiếp lại còn chơi thể thao tốt. Thầm nghĩ chả có chuyện cô ấy tỏ tình với mình và lá thư kia có lẽ là của thằng nào trêu thôi cậu vứt luôn vào sọt rác. Cơ mà thế éo nào trong kỳ thi lần này Nagi đã chiếm trệ giành hạng nhất, thế hóa ra nhỏ biết sẽ thua cậu nên định tỏ tình thật Nagi phải chạy vội ra bới thùng rác tìm lại lá thư. Cuối giờ hai người đã có mặt trên sân thượng và Hiro tỏ ra vô cùng bối rối khó xử. Nagi đang chuẩn bị tinh thần đón nhận lời tỏ tình nhưng đời éo như mơ. Nhỏ kể lý do thua lần này là vì phải nghỉ học đi lễ nên về sau sẽ không bao giờ có chuyện để cậu hạng một nữa. Cơ mà chứng kiến hình ảnh ngầu lòi của Hiro Nagi lại càng say mê vẻ dễ thương của cô nàng hơn nhất định tại kỳ thi quan trọng nhất sẽ giành lấy top một để tỏ tình đang yên đang lành đột nhiên cậu bị cảm cơ mà vẫn cố chịu để ngồi học bài ezika đã thay bộ đồ bác sĩ ghé vào phòng thì bị nagi đuổi ngay ra ngoài cho đến một lát sau tỉnh dậy cậu chợt nhận ra đang nằm trong phòng của ezika thì ra do quá gắng sức trong khi bệnh nagi đã ngất xỉu ngã xuống đất gây ra tiếng động lớn nên cô mới nghe thấy lần đầu ezika được thấy một người cố gắng hết mình đến vậy cô thật sự ngưỡng mộ Trước giờ luôn bị mẹ và em gái cũng như bọn bạn cùng lớp chê là suốt ngày cắm đầu vào học. Lần đầu có người khen thì cậu cũng mừng lắm. Tập 4 Chả mấy chốc mà kỳ thi thực lực đã đến và kiểu éo gì lại một lần nữa Nagi giành vị trí hạng một gây xôn xao đám học sinh. Hero được bạn bè động viên rất nhiều còn thánh của chúng ta thì vẫn đứng ngắm nhìn cờ rút từ đằng sau mà không đỡ nổi sự dễ thương ấy. Nhưng cũng nhờ vụ này mà có khá nhiều người ủng hộ cho Nagi. Đặc biệt có mấy thằng còn chơi trò cá cược ăn ngòi chỉ đặt niềm tin hết vào cậu. Suốt cả ngày Nagi rất muốn tìm khoảng trống để thổ lộ với Hiro mà quá khó. Nhưng rồi điều kỳ diệu tại tủ giày lại một lần nữa xảy ra cậu vội chạy lên sân thượng gặp bạn. Hiro muốn biết lý do tại sao cậu lại cố giành hạng nhất đến vậy thì Nagi thẳng thắn tỏ tình luôn. Trước đây cô từng nói thích người thông minh hơn mình nên cậu đã phải cố gắng rất nhiều để có cơ hội thổ lộ. Nhỏ cũng thừa nhận lần này đã thực sự thua nhưng đó mới chỉ là một trên 10 lần mà thôi. Tóm lại cô nàng vẫn tự cho rằng mình trên cơ Nagi nên không đồng ý. Cơ mà phải nói con bé này háo thắng dã man hai đứa cứ thi nhau khoe về chiến tích chăm chỉ học của mình. Thế rồi chúng nó cạnh tranh nhau từng tí một ngay cả việc ai về lớp lấy cặp trước cũng phải thi đua. Mà thật ra cãi nhau như vậy Hiro lại thấy khá vui, còn về việc hẹn hò thì cô không thể đồng ý được bởi đã có hôn phu rồi. Nghe được câu này Nagi về nhà mất ăn mất ngủ chắc lại là một vụ hứa hôn do cha mẹ dàn xếp. Thanh niên còn nghĩ biết đâu Hiro muốn mình cướp nhỏ khỏi tên ấy ảo tưởng quá đấy ông nội. Thấm thoát hai tuần ở chung với nhau đã trôi qua trong yên bình. Nói là chê chứ thật ra cảm giác cũng không hề tệ bởi căn nhà này vừa rộng rãi yên tĩnh và lại cũng nhờ có Ezika mà cậu được vui vẻ xả hơi chút. Về phía Ezika thì khác nhỏ chê cái đồ lao vào phòng tắm người ta lại còn bắt người ta chăm sóc lúc ốm, chưa kể toàn nấu mấy món ngon để người ta ăn nhiều rồi béo lên. Trước khi về Nagi cúi đầu cảm ơn vì tất cả làm Ezika hơi khó xử, nhưng thứ mà cậu cảm ơn là ngôi nhà cơ vì gia đình cậu có truyền thống không được quên bày tỏ lòng biết ơn sau một chuyến tàu điện dài nagi đã về đến nhà nhưng thật lạ cả quán và nhà đều đóng cửa không có ai hết gọi điện cho mẹ mới biết hóa ra đường ống nước bị vỡ nên tạm chuyển nhà rồi mà quên báo cho cậu với lại căn nhà mới cũng bé lắm không đủ chỗ và thế là nagi buộc phải xin phép bố ruột cho ở tạm căn nhà kia một thời gian nữa nhưng lạ thay cứ nghĩ sẽ được sống ở đây một mình mà không ngờ ezika vẫn còn ở đấy chưa về thì ra cô muốn thử một cuộc sống tự lập bởi so với nagi cô chẳng thể tự mình làm được gì cả về phía xa Chi nghe tin anh hai lại tiếp tục không về nhà nữa nhỏ có vẻ khá dỗi. Đã vậy cô bé sẽ sang tận đây một phần cũng vì muốn gặp mặt chị gái ruột nữa. Ejika rất bối rối không biết sẽ đối mặt với em ấy như nào và có phải tặng quà gì không. Đột nhiên lại có một đứa em gái cô chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Ủa ai cho phép vậy con bé là em gái tôi mà bà nội. Nagi động viên em ấy là một người rất dễ mến và không ngại giao tiếp lại có nhiều bạn bè nên không phải lo lắng. Nghe tiếng bấm chuông cậu ra mở cửa thì thấy Sachi đang ngồi đợi bên ngoài vì không biết vào. Bắt đầu làm quen với nhau thì Ezika cứng cổ cứng họng nói lắp bắp Nagi nhờ em gái giúp chị ấy thư giãn chút. Nhưng thế éo nào Sachi cũng không khá hơn thậm chí cô bé còn không nói nổi một chữ nào. Nagi đành dẫn em gái đi tham quan nhà một chút mà sao nó to như cái khách sạn vậy. Lúc này Sachi mới nói biết chị gái là người nổi tiếng trên mạng đã vậy còn rất dễ thương hai người ở hai thế giới khác nhau nên cô bé mới không dám làm gì vậy thì nagi đành tạo một buổi nấu ăn nhóm cho dễ làm quen hơn cơ mà một đứa thì không biết nấu ăn một đứa thì không quen dùng đồ của người nhà giàu nên việc gì cũng phải đến tay cậu hết cơ mà khi ăn thì cử chỉ của hai người lại giống nhau như đúc vậy sa chi vội vã thanh minh một đứa nghèo kết xác như mình sao sánh với mỹ nhân như chị ấy được Ejika thì nói sao mình có thể sánh với một cô bé vừa dịu dàng lại ý tứ như em ấy chứ sau một hai phút bối rối không dám nhìn nhau Ejika quyết định cho em gái mặc thử bộ váy của mình lúc nào cũng phụ quán nên trước giờ Sa Chi chỉ toàn mặc đồ dễ bẩn hoặc quần áo của anh trai, Ejika nói em rất hợp với nó nên phải ăn diện. Vốn là con một nên Ejika rất quý em gái cô tặng luôn cô bé cái váy, trước khi Sa Chi ra về hai chị em ra bắt Nagi chụp cho một tấm ảnh chung. Tập 5 Vừa mới sáng ra đã bắt gặp hình ảnh Nagi nằm thẫn thờ một chỗ và nói không muốn đến trường, Ejika phải bắt ép mãi cậu mới chịu đứng lên tất cả chỉ vì cái lần mà Hiro nói cô ấy đã có hôn phu rồi khiến cậu không biết phải làm gì cả đến nỗi muốn phát nôn. Biết được thói quen của Nagi là luôn đến thư viện tự học trước một tiếng Hiro đã ở đây chờ cậu, cô ấy muốn biết cậu dùng phương pháp học nào và muốn cùng học chung, càng làm Nagi dám khẳng định hơn cô ấy đã thích mình và muốn mình cướp cổ khỏi gã hôn phu kia. Cậu cố bắt chuyện bằng cách hỏi các thứ như nhóm máu và ngày sinh nhưng sao nghe giống như đang phỏng vấn vậy, thế rồi do hơi lúng túng mà khi đứng dậy vấp chân ngã dập mặt nhục hết chỗ nói. Lỡ đánh rơi cuốn sổ ấn tự cậu vội giấu nó đi ngay, nhưng thật ngạc nhiên khi Hiro cũng có chung sở thích sưu tập ấn tự. Khi được nghỉ cô thường dùng tiền làm thêm đi khắp cả nước để thu thập, Hiro khoe ra những cái quý hiếm cô đã có được với một vẻ rất phấn khích. Nagi thì giấu chuyện định bùng học để đi chùa giết thời gian, cậu nói chỉ sưu tập chơi chơi thôi vì đó là sở thích của mẹ cậu. Hiro cực kỳ ngạc nhiên khi thấy ấn tự kỷ niệm siêu hiếm 5 năm mới có một lần trong bộ sưu tập của Nagi. Nhân tiện thì nhỏ khoe luôn bộ sưu tập của mình nhiều gấp cậu những hơn 4 lần cộng thêm việc sáng nay tới trường sớm hơn nữa đã vậy Nagi cũng quyết tâm mai sẽ đến sớm nhất cho biết mặt. Trước khi vào lớp Hiro phải công nhận ngồi trò chuyện với Nagi thực sự vui cô rủ cậu lần sau lại tiếp tục. Làm thanh niên khoái chí chưa gì đã nghĩ đến lễ kết hôn rồi, nhưng chưa mừng được bao lâu bởi lớp hôm nay có học sinh mới chuyển tới và không ai khác đó chính là Ezika. Tất cả chỉ vì cái tấm ảnh này cô lỡ tay đăng nhầm lên mạng và dù đã xóa sau đúng 5 giây, thì vẫn xui xẻo bị vài đứa bạn chụp màn hình được họ gửi lên trường và thế là bị đuổi học. Dù sao đó cũng là trường cho các tiểu thư nên rất nghiêm khắc về các mối quan hệ khác giới của học sinh. Cô đã định dành ra một ngày tới trường giải thích tấm ảnh chỉ là hiểu lầm nhưng lại đúng hôm đó Nagi bị cảm nên phải ở nhà chăm sóc cậu. Tóm lại thì việc hai đứa đính hôn tuyệt đối phải giữ bí mật ở trường. Đám học sinh khắp trường đều xôn xao khi hai tin hot top top mới chuyển tới trường nó trở thành một hiện tượng lớn. Thậm chí chúng nó còn xếp hàng lần lượt chờ được donate 400 củ tuy nhiên Ezika lại rơi vào trạng thái lúng túng không biết giao tiếp. Nhận thấy việc này một phần là lỗi của mình Nagi đang định lên tiếng. Thì Hiro là người tới bắt chuyện trước vì nhỏ là lớp trưởng và giao tiếp cũng tốt nữa. Nagi cảm thấy tình hình toang rồi lỡ khi hai người họ thân nhau Hiro sẽ kể ra chuyện mình tỏ tình với cô ấy mất. Rồi Ejika sẽ cãi lại cậu ta là hôn phu sống chung với mình và Nagi chính thức trở thành một thằng tồi. Hiro bắt đầu dẫn Ejika đi tham quan trường thì cậu cũng bám đuôi theo. Tuy nhiên đám người đi theo quá đông Nagi không thể tìm ra kẽ hở để lôi Ejika đi được không có một chút khả thi dường như cơ hội duy nhất là tại phòng thay đồ chắc chắn không có ai bám theo cơ mà cuộc nói chuyện của bọn họ hơi bị nhạy cảm cậu phải chuồn lẹ kẻo bị bắt quả tang giờ thể dục ezk chơi cũng rất tốt nhân cơ hội cô đang nghỉ ngơi cậu lại gần thì ăn ngay quả bóng vào mặt thậm chí đến cả lúc tan học hiro cũng rủ ezk đi ăn đồ ngọt định nhân cơ hội cô ấy đi lấy đồ cậu lao ra nhưng rồi lại không thể làm gì được bởi trước đây ezk từng nói không có bạn bè vậy nên đâu thể chia cắt ngay khi cô ấy vừa có một người bạn được nhưng đột nhiên thấy Hiro gục xuống khóc tưởng Ejika đã lỡ làm gì sai Nagi vội chạy ra giải thích giúp do cô ấy căng thẳng thôi chứ thật ra Ejika rất tốt bụng. Thanh niên cầm đèn chạy trước ô tô rồi bởi Ejika nãy giờ đã làm gì đâu mà chẳng qua do Hiro vốn là một fan cứng của cô ấy nên không kìm được xúc động. Hóa ra nhỏ này suốt ngày xem ảnh của Ejika cơ mà để lộ ra việc quen biết nhau rồi, cô phải giải thích chắc cậu ấy cũng là fan của mình thôi. Nhưng câu nói bênh vực vừa rồi của Nagi khiến Ejika có một chút sao xuyến, Liên thầm thì khen cậu cũng có điểm tốt. Cơ mà lực học của Ejika vốn đã không tốt lại còn học tại ngôi trường dành cho người thông minh nhỏ tiếp thu hơi kém, vậy nên Hiro đề nghị từ mai ba đứa mình sẽ cùng nhau sinh hoạt buổi sáng. Tập 6 Đã thế ở nhà Nagi kể luôn cho Ejika chuyện mình đã tỏ tình với Hiro làm nhỏ ngạc nhiên lắm, nhưng cũng may cô vẫn muốn giúp đỡ cậu vì đoán chắc Hiro cũng có tình ý với Nagi sáng hôm sau đến trường thì phải tách ra đi riêng một người đi tàu còn một người đi taxi trước mặt hiro mà ezika vẫn cứ quen mùng gọi nagi bằng tên riêng khiến nhỏ khá thắc mắc cũng may ezika kịp gọi luôn hiro bằng tên rồi vội đến thư viện ezika xin đi vệ sinh một chút mà bất ngờ quay trở lại với bộ dạng thần tình yêu để giúp nagi vừa học cô lại vừa kể ra các điểm tốt của cậu nào là học giỏi nấu ăn ngon rồi còn biết đánh nhau nữa nhưng đâu có chịu thua bởi dăm ba cái thứ đó hiro đều có hết hai người cùng ngồi chỉ bài và các phương pháp học cho ezika có thể đuổi kịp tiến độ mà cứ hơi một tí nhỏ lại quay ra nói chuyện với nagi rồi thì tranh cãi các thứ dường như quên mất sự hiện diện của hiro làm cô khá ghen tị nhận xét hai người trông rất hợp nhau nếu đã vậy hiro muốn sau giờ học hôm nay sẽ qua nhà ezika chơi để thân nhau hơn nagi phải nhắc ezika đừng có lôi cô ấy về nhà chung của hai đứa mà hãy đưa hiro về nhà cũ và thế là hôm nay cậu hoàn toàn được tự do tự tại một mình trong căn nhà này Trước giờ Nagi đã luôn muốn thử một lần trong đời một cuộc sống khỏa thân tại nhà. Nhưng thế éo nào đang không mặc gì trên người mà cô ta vẫn lôi Hero đến đây giờ mới kịp đọc tin nhắn là tại nhà cũ của Ejika đang cải tạo rồi. Ejika đã phát hiện ra thánh của chúng ta khỏa thân nấp trong nhà bếp thì vội dẫn Hiro đi tham quan phòng mình. Nhưng cơ hội Nagi thu gom hết đồ đạc của mình vẫn còn vương vãi trong nhà rồi chờ lúc họ ra ngắm bể bơi cậu mới vội vàng chạy lên phòng trốn nhưng tự nhiên trượt chân ngã một phát vang tiếng rất lớn hiro đã chú ý tới không còn cách nào khác ezika phải đẩy bạn xuống hồ rồi cũng giả vờ ngã xuống theo và nói là tiếng kêu ở phòng khách do con mèo kia làm chợt nghe thấy tiếng động ngoài vườn nagi đi xuống ngay hóa ra bọn bám đuôi lần trước mới mò ra được nhà ezika thằng đại ca đã cần mẫn tập luyện suốt mấy tuần qua chỉ chờ thời trả thù nhưng vừa lao đến đã ăn chọn một cú đấm chạy té đái rồi ezika với hiro đang tắm phải chạy vội ra xem tiếng gì mà cũng may nagi vừa kịp trốn mất Hôm nay Hiro thực sự rất vui và muốn lần sau lại được sang chơi với Ezika nữa. Tưởng chừng khó khăn đã qua nhưng xui xẻo thế nào Hiro lại thấy cuốn sổ ấn tự của Nagi ở đây. Ezika phải nói cô có mượn vở cậu ấy nhưng lại lấy nhầm cuốn này. Đã trao đổi vở với nhau thì hai đứa phải thân quá mức rồi khiến Hiro càng ghen tị hơn. Ezika nhận xét cậu ấy là một người rất chăm chỉ luôn cố gắng mọi việc vậy nên cô cũng muốn mình được như thế. Hôm sau đi học nhóm ở nhà Hiro hai người mới ngớ cả ra khi biết cô ấy là con nhà điện thần đặc biệt cái bộ đồ nhỏ đang mặc cứ khiến Nagi ngắm nhìn không chớp mắt. Đang đứng tại một điện thần khổng lồ Nagi phải tranh thủ xin ấn tự thì chính tay Hiro là người viết. Hôm nay đúng là ngày đẹp như mơ vậy vừa có ấn tự nổi tiếng lại còn do chính tay cờ rút viết. Lần đầu con gái có bạn đến chơi người mẹ ra tiếp đón bánh ngọt nhưng chỉ là với Ejika thôi, không hiểu sao bà lại có vẻ như không ưa Nagi chút nào. Thi thoảng còn ngó ngó vào lườm cậu nữa đúng đáng sợ, giờ thì Nagi đã hiểu lý do Hiro có hôn phu là để thừa kế chỗ này. Nhưng chuyện nặng nề này cô không hề kể với Erika còn Nagi có vẻ gánh vác được nên mới kể cho cậu, nói vậy chẳng lẽ nào. Erika đã đi vệ sinh trở lại và tiện mặc thử một bộ đồ Miko rất dễ thương. Tập 7 Câu nói ấy của Hiro khiến Nagi về nhà cứ cười tủm tỉm một mình. Cậu muốn biết nhiều về Hiro và nhất định phải gánh vác cô ấy. Trong tiết sinh hoạt trên lớp cũng chả nghe giáo viên thông báo gì nên Erika phải nhắc lại sắp tới có chuyến đi tham quan, Cô nghi ngờ cậu có gì mờ ám thì Nagi giấu không nói. Do là con gái trùng khách sạn một người nổi tiếng nên vì lý do an ninh Erika không thể đi tham quan cùng lớp được đề phòng bị bắt cóc. Nagi cũng không đi mà sẽ dành thời gian ở nhà học bài à thì ra thanh niên này làm gì có bạn. Nhưng rất tiếc cậu đã bị chọn làm trưởng nhóm nên không thể trốn tránh được. Hôm sau tới thư viện Nagi lúng túng ngỏ lời rủ Hiro cùng vào nhóm tham quan của mình thì nhỏ tươi cười đồng ý. Erika ở bên ngoài nghe được vậy cũng mừng lắm điền tên cờ rút vào tờ thành viên mà thánh của chúng ta sung sướng như lên mây cậu đang tưởng tượng đến viễn cảnh thơ mộng hai đứa hẹn hò với nhau tại điểm tham quan bất ngờ hiro xuất hiện thách thức mình sẽ thu thập được nhiều ấn tự hơn thì nagi cũng đâu chịu thua thấy cô ấy mong chờ buổi tham quan đến thế càng làm nagi mừng lắm trời thì mưa rất to mà hiro có vẻ đang lúng túng nagi hiểu ý vội rút cái ô gia định rủ bạn cùng đi chung nhưng cô ấy đâu có quên mang ô mà còn muốn đi cùng nhau đến nhà ga trên đường đi cùng nhau, Nagi hỏi lại về chuyện tỏ tình, nếu cậu thắng thêm 10 kỳ thi nữa cô sẽ đồng ý phải không? Nhưng Hiro đâu có đồng ý chuyện đó bao giờ bởi cô đã có hôn phu rồi. Nagi định lên tiếng thì bị Hiro ngắt lời luôn khiến cậu rất đau lòng. Nhưng nếu ví dụ có một ngày cô bị thua bởi ai đó rất tuyệt vời thì định mệnh sẽ được thay đổi không chừng. Hiro tiếp tục bằng câu "Xin cậu hãy thử thay đổi vận mệnh của mình" cùng với một gương mặt đã đỏ bừng. Vậy là đã rõ cô ấy thật sự có tình cảm với mình khiến Nagi càng thêm quyết tâm học chăm chỉ hơn. Erika vào phòng hỏi cậu có quen cái tên giống dân chơi này không vì cậu ta sẽ chung nhóm với cậu. Người này là một fan của Erika và có biết chuyện ba đứa hay học nhóm buổi sáng với nhau tại thư viện. Vì nghĩ cô cũng đi tham quan có tham gia nhóm này nên cậu ta đã xin thầy cho vào bằng được. Nên vì vậy Erika lại quyết tâm sẽ đi tham quan để canh chừng cậu ta không được làm phiền na ghi hẹn hò với Hiro. Một phần cũng là vì biết địa điểm nhà trường sắp tới sẽ có rất nhiều nơi chụp ảnh đẹp. Không biết đã bao năm rồi không được đi tham quan khiến nhỏ hồi hộp cả đêm không ngủ được. Sáng hôm sau cả lớp đã tập hợp tại ga điểm danh thanh niên cùng nhóm này là Asuma rất năng động, được chung nhóm với idol Erika cậu ta khoái chí lắm. Đã thế còn gọi Nagi ra nói chuyện riêng cậu ta kể về việc tim mình như bắn tung ra ngoài khi lần đầu thấy cô ấy trên mạng xã hội. Đã thế ngoài đời Erika còn dễ thương hơn trên ảnh nữa thì thằng nào mà chịu nổi. Còn giờ vào vấn đề chính Asuma xin phép được cưa Erika vì thấy hai người thân nhau, Nagi nói cậu chả liên quan gì cô ấy hết nên muốn làm gì thì làm. Đến nơi Asuma ngoan ngoãn nghe theo Erika như con cún cưng đi theo chụp ảnh cho cô ấy, còn Hiro thì vẫn đam mê đi xin ấn tự tại khắp mọi điểm ghé qua. Một lát sau Hiro muốn bốn đứa chia thành hai nhóm Asuma đi theo chụp ảnh cho Erika còn Nagi đi xin ấn tự cùng cô. Erika cũng đồng ý nhưng dưới tư cách là trưởng nhóm Nagi không cho phép mỗi người một nẻo, tên này quá cứng nhắc không biết tận dụng cơ hội. Hiro khá thắc mắc sao Nagi cứ nhìn về phía hai người kia như thể rất bồn chồn bị cô ấy nhận ra làm cậu bối rối nói là bổn phận của trưởng nhóm thôi. Hoàng hôn buông xuống tại bãi biển là một khung cảnh tuyệt đẹp để chụp ảnh. Asuma muốn đi mua kem một chút còn Hiro thì đã chuồn đi xin ấn tự một mình rồi. Lúc này Erika mới trách Nagi dù có là nhóm trưởng mà giám sát mọi người hơi quá đáng. Erika nhờ cậu chụp hộ một tấm mà ngay sau đó hai đứa đã cãi vã tranh giành nhau cái điện thoại rồi, lại sơ ý chụp chung một tấm nữa. Nhưng cô cũng phải thừa nhận tấm ảnh Na ghi chụp vẫn luôn là đẹp nhất thậm chí chụp hình cả ngày nay chưa có tấm nào ưng ý bằng. Nhân tiện Na ghi đoán có lẽ chuyến đi chơi hôm nay cũng là vì người mà trước đây Erika nói muốn chạm đến. Sau một vài phút yên áng cô quay mặt lại hỏi cậu có thực sự muốn biết không vì có lẽ nó sẽ khiến định mệnh thay đổi. Tập 8 Trở về nhà sau chuyến đi chơi Nagi rất thắc mắc về câu nói đó của Erika và không biết liệu có nên hỏi cô ấy rõ hơn không. Hôm nay Sa Chi ghé sang chơi nhưng Erika đã bận đi mua sắm rồi làm cô bé hơi hụt hẫng. Sa Chi lại đành mượn tạm phòng anh để thay đồ vì không có chị ấy thì mặc váy cho ai ngắm. Nhân tiện cũng tra khảo anh đã làm gì để chị gái yêu quý của mình giận vì thấy hai người rất bất thường. Cơ mà đến lúc kể ra vụ có nên hỏi không thì Sa Chi lại chả quan tâm mà bật cái tivi to đùng lên xem. Nagi hỏi Han về tình hình nhà cửa bố mẹ và việc học của em. Mà thôi nhìn cái mặt là biết con này lại lười học rồi dù năm sau sẽ phải thi chuyển cấp. Không hiểu sao hai đứa là anh em mà lại khác nhau nhiều đến vậy Sa Chi ôm gối nói có phải anh em ruột đâu. Nhưng cứ nói chuyện với Sa Chi lại khiến anh có cảm giác như đang ở nhà. Và tóm lại cậu quyết định sẽ hỏi Erika về chuyện kia. Nagi vào bếp nấu ăn định mời em gái ở lại nhưng cô bé đã ra ngoài từ lúc nào rồi không biết. Về nhà mẹ bảo đừng sang nhiều quá làm phiền hai anh chị đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Còn cô bé thì đã gói ghém hết đồ đạc quyết định đi bụi tới sống tại nhà anh chị. Nghe tin này làm ông bố buồn quá khóc như mưa người mẹ thì gọi điện muốn Nagi thuyết phục con bé giúp. Sachi lôi hết đồ dùng cá nhân ra điểm lại một lượt còn Erika thì mừng lắm. Nagi không đồng ý đuổi em gái về và thế là hai người cãi nhau um cả lên. Erika đang tìm cách khuyên can hai người mà Sachi ôm trầm lấy nói yêu chị thì sao mà đỡ nổi sự đáng yêu của cô bé này. Cô đoán em nó muốn đi bụi vì đến tuổi nổi loạn nhưng không con bé này nổi loạn từ lớp 3 rồi. Lý do là vì gia đình vốn rất nghèo nên Sa Chi muốn được giúp đỡ trong việc học để có thể kiếm một ngôi trường tốt kiếm thêm thu nhập. Erika rất xúc động Nagi thì ngạc nhiên không ngờ con em mình cũng nói được điều này. Nếu vậy cậu sẽ cho cô bé ngủ cùng phòng mình nhưng nhỏ không đồng ý mà muốn ngủ với chị gái cơ. Nagi lo Sa Chi hay nói mê sẽ làm phiền Erika mất và lại hai đứa vẫn ngủ chung phòng chỉ cách nhau một tấm rèm suốt đấy thôi. Erika quyết định sẽ làm giáo viên dạy học cho cô bé không liên quan gì đến tên anh trai kia. Vào phòng lúc này Erika mới hỏi về lý do thực sự mà cô bé bỏ nhà đi bụi. Không để Sa Chi phải lúng túng cô cũng kể về chuyện trước đây mình từng bỏ đi bụi do người bố luôn độc đoán của mình. Sa Chi mới nói vào cái hôm mà Erika lần đầu tới quán cô bé đã đứng đằng sau nghĩ anh hai cứ thế mà kết hôn sao. Sa Chi rất sợ Nagi sẽ rời khỏi nhà dễ dàng như vậy bởi muốn được ở bên anh hai thêm nữa cơ. Có lẽ vẫn nên về nhà thật nhưng Erika đến bên động viên em có thể ở lại đây mà họ đâu biết Nagi ở ngoài cửa đã nghe thấy toàn bộ. Nhớ lại trước đây mỗi lần đi học Sa Chi luôn đuổi theo và trách anh đừng bỏ em lại, những lúc như vậy cậu đều chìa bàn tay ra đón lấy em gái. Vậy nên sau khi ăn tối xong Na ghi gọi điện cho bố mẹ muốn Sa Chi ở lại đây để mình kèm cho học. Tuy nhiên vừa quay ra cái đã thấy hai chị em họ đánh đổ vỡ bát với cả song nồi không biết liệu có ổn không. Sáng sớm hôm sau vẫn như thói quen Sa Chi dậy rất sớm nấu nướng đồ ăn cho cả nhà, và lại do đã làm phiền chị nhiều nên cô bé chỉ có thể làm được thế này. Nagi muốn dành ngày nghỉ hôm nay cả bọn cùng học nhưng hai chị em kia lại từ chối mà muốn đi mua sắm đồ dùng sinh hoạt cho Sachi. Cậu định sẽ ở nhà học một mình cơ mà do đã bị Sachi cướp mất tấm nệm nên phải đi cùng mua cái mới. Trên đường đi hai cô gái được rất nhiều ánh mắt bọn con trai để ý. Erika hỏi em từng được bao nhiêu lần tỏ tình rồi nhưng có vẻ nhiều quá xa chi không nhớ. Làm Nagi rất bất ngờ giờ thì cậu đã hiểu lý do bọn con trai ngày xưa bắt chuyện với mình hỏi về xa chi là vì để ý tới nhỏ. Thậm chí ngay cả mấy lão khách quen của quán cũng suốt ngày muốn con bé làm vợ đứa con trai của họ. Sau khi đã sắm đồ đạc xong xuôi, Erika mới nói Sachi sẽ ngủ chung nệm với mình nên Nagi không cần mua nệm mới. Thế hóa ra mất toi một ngày nghỉ quý giá chỉ để đi sách đồ và thanh toán tiền cho chúng nó. Vác mãi mới ra đến cửa thì bất chợt thấy có đám đông đang xôn xao về hai cô gái nào đó. Nagi rất hoảng hốt cố len lỏi vào giữa đám đông cầu nguyện cho em gái và hôn thê. Nhưng cậu phải ngã nhào ngay vì rõ ràng hai đứa nó ngồi uống nước chứ có bị tai nạn gì đâu. Thì ra là tại lần đầu thấy idol ngoài đời đã vậy còn ngồi cạnh một cô bé dễ thương nên đám đông mới xúm vào xem. Erika và Sachi tỏ vẻ dễ thương hết sức gọi Nagi cùng nhau về làm mọi người xung quanh đều ghen tị với cái tên ất ơ kia vô cùng. Thì ra mục đích của buổi mua sắm là để làm cái bảng dán ảnh treo tường, do Sachi đã đến đây sống nên phải có chút kỷ niệm, do suốt cả ngày hai chị em họ luôn bám dính lấy nhau. Nên lợi dụng lúc Sachi đi ngủ Nagi mới lúng túng hỏi Erika về chuyện ở chuyến tham quan, Trải qua nhiều cuộc gặp gỡ Na nhận thấy dù không nói ra nhưng ai cũng đều có nỗi khổ riêng. Nên cậu xin Erika hãy đợi cho đến khi mình sẵn sàng vì giờ chưa phải lúc. Làm cô cười phá lên tận giờ này Na mới chịu nói vụ đó. Nếu vậy thì Erika sẽ chờ cho đến lúc cậu sẵn sàng cô sẽ nói ra hết. Tập 9 Erika vừa tắm xong ra gọi anh hai vào tắm thì xui thế nào tụt mất cái khăn quấn cũng may Na đang ngủ gật không biết gì hết. Mà bất chợt cô bé thấy một tin nhắn rủ đi hẹn hò của Hiro. Đó là lý do mà hôm nay Nagi ăn mặc rất chỉnh tề đi gặp cờ rút. Hào hức là thế chứ cậu biết kiểu gì mục đích của Hiro vẫn chỉ là đi sưu tập ấn tự. Mà không khỏi ngỡ ngàng vì hôm nay cô ấy xinh xắn như một thiên thần khiến Nagi cực kỳ căng thẳng. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ hơn nữa là Hiro muốn tới công viên giải trí và còn mua vé cặp đôi để được giảm giá. Nhưng chỉ là do nhỏ ngây thơ không hiểu vé cặp đôi là gì thôi. Lý do Hiro dẫn Nagi tới đây một phần muốn được giảm giá vé một phần là do cậu là người duy nhất có khả năng theo kịp cô hai người đi chơi với nhau rất nhiều trò giờ cậu mới hiểu lý do nhỏ hay tới đây chơi một mình mà không rủ bạn một khi đã chơi là hero chơi rất hăng toàn trò cảm giác mạnh người ta chịu không nổi cô xin lỗi bạn và cũng tiện xin lỗi về hôm đi tham quan luôn đi lẻ một mình nhưng agi đâu thấy phiền phức gì trong mắt cậu hero cứ là chính mình thật sự rất ngầu hai người tiếp tục quyết đấu với nhau bằng một cái mê cung thế hệ mới trong số này sẽ có cánh cửa là thật có cái là giả cậu nhất định phải thoát ra trước để gỡ điểm bù cho sự thảm hại ban nãy vào một căn phòng toàn gương là gương tình cờ gặp lại Hiro. Trượt chân ngã na ghi lỡ hôn môi bạn một phát, cậu liền đứng giải thích một hồi chỉ là tai nạn thôi lẽ ra nụ hôn đầu tiên phải là sau khi tỏ tình. Nhưng vừa rồi chỉ là hôn gương thôi mà sao phải xoắn thế. Sachi ở nhà liên tục soạn tin nhắn ghét 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 và mách chị gái về tên anh trai mình đang đi ngoại tình. Nhưng Erika đâu phải sẽ kết hôn với cậu ấy cô còn ủng hộ họ nữa là. Chắc Sachi lại thấy khó chịu vì sợ anh hai bị cướp mất. Cô bé dẫn Erika tới trung tâm đánh bóng nơi để xả giận mỗi khi bực mình, đúng là tiểu thư nhà giàu chưa từng biết đến chỗ này. Vào trong xa chi xả hết cơn tức giận trừ rủa và đánh đập những trái bóng. Đã vậy Erika cũng muốn chơi thử một phen, tuy nhiên do bỏ qua lời hướng dẫn của cô bé nên hậu quả Erika chả đánh nổi phát nào. Tiếp theo là nhà tắm công cộng Erika cũng rất ngạc nhiên về nơi này. Sachi hướng dẫn chị cách tắm nhưng Erika lại hơi ngáo thành ra lúc thì bị nóng quá lúc thì bị lạnh quá. Hai người ngồi tâm sự Erika không thể ngờ đây là cách giải tỏa căng thẳng của người bình thường mà mình chẳng hề hay biết. Hai chị em trò chuyện với nhau về những thứ rất tình cảm và cần biết trân trọng quãng thời gian bên nhau. Sau một buổi đi chơi mệt dã rời Na ghi nhận được lời khen là dễ thương thay vì ngầu đúng thật sự thảm hại. Mở điện thoại ra mới thấy đống tin nhắn nhỏ em gái spam về đến nhà thì quả nhiên được em nó đón tiếp khá đáng sợ. Đêm hôm đó vào lúc 3 giờ sáng tiếng bấm chuông vang lên cả ba anh chị em đều sợ hãi không biết đó là ai ghi liều lĩnh ra mở cửa thì hết hồn đó là ông bố tới rủ đi câu lần đầu được đi câu Erika hào hứng vô cùng Sachi chi cũng chưa lần nào được đi hết vì trước giờ bố cô toàn rủ anh Na ghi đi cùng và cô bé cũng không có hứng thú nhưng kể cả cậu cũng vậy lần éo nào đi cũng bị say sóng mà tại ông bố đi một mình buồn quá mới lôi đi cùng đặc biệt dạo này Sa chi còn bỏ nhà ông càng cô đơn hơn và cũng muốn làm thân với Erika nên rủ cả hai đứa chớp mắt cái hai bố con họ đã làm thân với nhau trò chuyện vui vẻ rồi. Giải thưởng của lần câu cá này là một nghìn yên khiến Erika và Sachi đều rất mong chờ. Một đứa thì nghĩ đến những thứ mình có thể mua còn một đứa muốn có chỉ vì tờ tiền này rất hiếm đối với người nhà giàu. Riêng Nagi mệt mỏi lắm rồi chỉ muốn đi ngủ thôi, nhớ lại lần đầu tiên đi câu cá với bố là một trải nghiệm kinh hoàng thề sẽ không bao giờ đi nữa. Nhưng ông sẽ cho phép chỉ khi nào cậu câu được con cá to hơn bố, đã vậy Nagi quyết tâm một lần và mãi mãi nhưng kết cục con của cậu là con bé nhất còn được khen dễ thương nữa mới cay. Và người chiến thắng lần này là bố đúng chỉ giỏi bắt nạt trẻ con, đã đến giờ về xa chi còn nằm mơ anh hai câu được rất nhiều cá. Bố nhận xét mới không gặp nhau một tháng mà Nagi đã thay đổi cao hơn hẳn. Trước đây cậu từng cáu gắt khi những lúc đang có chuyện cần suy nghĩ mà ông lại bắt đi câu. Nhưng khi đi câu cá là lúc cậu có thể quên hết phiền muộn nên lần sau vẫn sẽ đi tiếp. Tập 10 Hôm nay là ngày của mẹ nên Erica sẽ đi mời mẹ đi ăn một bữa, thế là Sachi lập tức rủ Nagi cùng nhau đi mua quà cho mẹ. Cậu không tin vì trước giờ con bé chưa từng làm vậy và cho rằng chắc định trô mình ngoài cửa giống hồi tiểu học. Nhưng không lần này Sachi nghiêm túc bởi đã làm mẹ lo lắng do bỏ nhà đi nên muốn bù đắp. Thấy anh hai dám cười đều mình nhỏ liền vật cho một trận. Đến với trung tâm mua sắm cao tận 4 tầng Sachi rất thích thú, sực nhớ lại từ hồi tiểu học đến giờ mỗi lần em ấy rủ đi chơi Nagi lại từ chối vì bận học thế hóa ra đây là lần đầu tiên hai anh em đi chơi cùng nhau mà vừa không để ý một tí Sa Chi đã bị mấy anh chàng tán tỉnh rồi cậu phải kêu đi cạnh nhau kẻo bị lạc nhưng suốt đường đi cô bé cứ bị bọn con trai để ý liên tục còn tưởng Na ghi là bạn trai cả hai đều không biết phải mua gì tặng mẹ cả hoa cẩm chướng tuy hợp với ngày của mẹ nhưng nghĩ lại mẹ mình không hợp với hoa đồ ngọt thì bà chẳng thích mà cũng không có thời gian để thưởng thức kể cả đồ ăn diện cũng không phù hợp với một bà mẹ cùng công việc chuyên đi săn đồ giảm giá Rốt cuộc chẳng tìm thấy thứ gì có thể làm mẹ vui cả. Hồi xưa có lần Sa Chi ăn kem trúng thưởng bà đã rất vui. Rồi cả lần đạt giải nhất trong cuộc thi Ma Gia Tông cũng vậy. Chẳng bù cho Nagi khi khoe thành tích đứng hạng nhất toàn khối bố mẹ méo quan tâm. Mà Sa Chi sực nhớ ra mẹ có treo rất cẩn thận một bức tranh do anh vẽ. Nhưng Nagi phản bác lại cho rằng nó là em vẽ mới đúng thế là hai anh em cãi nhau trí chóe. Nhưng sự thật là có tận hai bức tranh mới đúng và trong đó cả hai người đều vẽ mẹ mặc chiếc tạp dề vậy là đã nghĩ ra món quà na ghi liền xoa đầu khen đúng là em gái của anh dường như hành động tuy vô ý đó lại khiến cô bé như sững cả người lại tay nắm chặt áo mà thầm nói đừng có coi em như em gái chứ với một gương mặt ửng đỏ hai anh em bí mật trở về nhà dắt cái tạp dề mới mua vào cửa rồi chuồn đi ông bố đem vào nhà lập tức kể với vợ và xúc động bởi chúng nó có mua cả quà cho mình người mẹ cũng lập tức mặc vào người luôn trong khi đó erica cũng đã có một bữa tối đầm ấm bên mẹ và kể với bà về chuyện hai anh em nhà kia thân nhau lắm. Thậm chí tự kết hôn với nhau cũng được luôn chứ. Người mẹ cũng gọi điện kể với chồng việc con bé chủ động hẹn mình và ai nấy đều rất vui khi lũ trẻ đã trưởng thành. Nghe theo lời dạy của Sa Chi ca thử đổ nước nóng vào ly mì rồi đậy nắp lại bấm đồng hồ. Ai mà ngờ nó chín được thật đúng là một kiến thức bổ ích mà bất ngờ nhận được tin nhắn gì đó từ bố cô vội lôi na ghi đi cùng luôn. Biết cậu thích sách nên Erika đưa vào hiệu sách thì lập tức thanh niên đề xuất cho toàn sách tham khảo về kiến thức năm hai cao chung. Cơ mà nhỏ lại chẳng mang thẻ ngân hàng lẫn điện thoại di động nên làm gì có tiền mua. Lý do làm vậy là muốn tránh bị tra ra vị trí bằng GPS hoặc lịch sử giao dịch. Đơn giản vì bố sẽ tới nhà nên cô chỉ muốn tránh mặt ông mới lôi cậu chuồn đi cùng thôi. Sa Chi về đến nhà thấy người đàn ông kỳ lạ liền hét ầm lên ăn trộm. Nhưng khi biết là bố của anh chị thì vội xin lỗi mà ông đâu có giận. Ông phải nhận xét cháu giống Erika thật rồi đứng ngắm những tấm ảnh ba đứa chụp cùng nhau. Dựa vào ly mì bị bỏ dở ông biết con bé đã trốn đi nên đành rủ Sa Chi đi cùng mình. Về phía Erika lý do không muốn gặp bởi bố là người luôn làm theo ý mình tin rằng ông đến để lôi cô về nhà. Nhưng có lẽ chạy trốn chỉ là vấn đề về thời gian nên chắc vẫn phải về và thẳng thắn đối mặt. Ban đầu Na ghi chê bạn mới nấu được mì ăn liền thì sao có thể sống tự lập nhưng giờ thì khác. Gia huấn nhà cậu là đã làm phải làm đến cùng và quyết định sẽ dẫn cô tới những nơi giết thời gian mà không cần dùng tiền. Erika được chỉ cho chơi trò ngồi lên tấm bìa và trượt mà nhỏ ghiền luôn thậm chí còn lao rất nhanh làm cậu rén. Bé Sa Chi được mời ăn toàn các món ngon đắt tiền thì khoái lắm. Cô bé kể hai anh chị tính cách hoàn toàn trái ngược nhau luôn cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng chính sự trái ngược đó lại thành ra vô cùng hợp nhau. Bố Erika nghe vậy thì cũng mừng nhưng sao nét mặt Sa Chi có gì đó bất mãn. Sau đó ông chở cô bé về tận nhà và còn tặng cho cái bánh của quán mà người ta xếp hàng mua rất đông. Nó nằm trong chuỗi khách sạn của ông luôn. Chỉ cần nhờ cháu bí mật báo cáo chuyện của anh chị lại là được. Trở về văn phòng cầm bức ảnh có chụp chung gia đình mình với Na ghi hồi nhỏ người bố đứng cười một mình. Tập 11 Hôm nay Sa Chi trở về tiệm phụ bố mẹ dọn dẹp rồi lại quay lại nhà anh chị và nói con sẽ lại ghé qua đây. Làm ông bố buồn ghê con bé này lúc nào cũng bám dính anh hai hết. Đúng lúc đó trời đổ cơn mưa xối xả và một tia sét giật xuống đùng một cái làm Nagi với Erika hét ẩm lên sau đó thì cúp điện. Cô vội vã bật điện thoại lên mới nhận ra hai đứa đã vô tình ôm ấp lấy nhau nên lập tức nhảy ra xa. Các nhà hàng xóm xung quanh cũng vậy hết có lẽ chỉ còn cách chờ đợi. Nhưng Erika chợt nhận ra diễn biến này sắp tới sẽ có người sao hỏa xâm lược liền muốn trú ẩn bên dưới tầng hầm. Nagi định đi lấy điện thoại mà nhỏ sợ quá nhất định không muốn bị bỏ lại một mình. Lý do cậu bình tĩnh như vậy bởi chỗ nhà mình bị nhảy cầu trì suốt nên quen rồi. Đúng là người nhà giàu trả bao giờ bị mất điện cơ mà nhân cơ hội được đi đằng sau thánh của chúng ta có thể soi được những chỗ rất cần soi. Ngay lập tức đã bị phát hiện Erika liên tục mắng cái đồ đồi trụy dê sồm, mà xui xẻo thế nào điện thoại cậu chẳng còn pin và điện thoại cô ngay sau đó cũng đồng cảnh ngộ luôn. Cũng may còn cái nến thơm, nói về cục sạc dự phòng thì do toàn quên sạc nên mỗi lần cần đến Erika lại mua cái mới luôn. Mà thỉnh thoảng như này cũng hay cảm giác như đêm Giáng sinh của nhà nghèo vậy. Cô thắc mắc Na ghi thấy sao từ khi gặp mình và sống tại đây còn về phía cô thì mỗi ngày đều rất vui. Cậu đáp mình cũng vậy, mà nhỏ chợt nhận ra trong tủ ngoài cửa có một bộ dụng cụ phòng thiên tai nên nhờ bạn đi lấy nhưng lại không cho cái nến vì rất sợ. Na ghi đành mò mẫm trong bóng tối đi tìm thì vô tình dẫm phải một vũng nước và ngã va phải ai đó. Cậu xoay người lại nhưng tình thế đưa đẩy thế nào lỡ hôn môi luôn. Na ghi vội xin lỗi bởi không biết Erika lại đi theo mình. Cơ mà ngay sau đó điện đã có lại và đập vào mắt cậu không phải Erika mà đó là Sachi. Thì ra cô bé mới về đến nhà cũng đang mò mẫm đi vào trong bóng tối. Vậy thì Nagi coi như chưa có chuyện gì xảy ra rồi bỏ đi. Nhưng về phía cô em gái lại khác nhỏ nắm chặt lấy ngực và làm sao có thể coi như không có gì xảy ra được. Sáng hôm sau Sachi cư xử lạnh lùng với anh rồi đến trường thì nằm gục xuống bàn. Đám bạn thân tới nói chuyện rôm giả kể về tình tiết trong phim rằng dù có tai nạn thì vẫn là anh em hôn nhau làm cô giật mình bật phát dậy hỏi sau đó như nào sau đó cô em gái ấy đã nhận ra dù cùng chung dòng máu thì vẫn thích anh hai sa chi nghe xong tối sầm mặt lại tự nhủ anh ta chẳng đẹp trai lại vô tâm và coi mình như trẻ con nên không thể có chuyện đó được rồi bắt đầu cư xử như lên cơn điên và thầm nghĩ trong đầu anh hai đáng ghét chiều hôm đó na ghi đi săn đồ giảm giá và nấu được bữa cà ri thơm ngon mà em gái rất thích đặc biệt có cả tôm và sò điệp nhưng gọi mãi con bé vẫn tuyệt đối không lên tiếng Erika ăn thử lập tức khen ngon hết sảy. Mà rõ ràng ban nãy nói chuyện với cô Chi vẫn rất bình thường nên suy ra cậu đã làm gì đó để em ấy giận. Nagi cố nghĩ xem có lý do gì để em ấy giận mình nhưng toàn ngược lại mới đúng. Nào là con bé ăn trộm que kem của anh rồi còn dùng hết số điểm thưởng tích lũy của anh luôn. Mà khoan giờ thì Nagi mới nhớ ra vụ nụ hôn hôm qua mặc dù cậu cho rằng là anh em thì điều đó hết sức bình thường. Erika mới thay bộ đồ giáo viên giảng giải cho mà hiểu nhưng có vẻ hơi làm thanh niên hơi bị bỏng mắt. Sachi không còn là trẻ con nữa hiện đang lớp 9 và sang năm sẽ đủ tuổi kết hôn, nhưng đối với Nagi thì nó vẫn chỉ là một con nhóc. Dù không cùng chung dòng máu nhưng sống với nhau từ khi chào đời nên có như nào vẫn là em gái. Erika hỏi vậy giờ có dám tắm chung với em ấy và đáp án đương nhiên là không rồi. Vậy thì chuyện hôm qua cũng tương tự vậy thôi nghe đến đây Phát Thánh mới nhận ra đúng là hợp lý thật. Tóm lại dù có là em gái thì hiện giờ cũng không còn là em gái nữa rồi. Cậu chỉ là một kẻ xa lạ tình cờ ở bên từ lúc mới sinh thôi. Nagi định đi xin lỗi nhưng lại không biết phải nói gì và trong phòng Sa Chi cũng đang có suy nghĩ giống hệt vậy. Rốt cuộc Nagi đã không làm được. Hôm sau tại tiết học nhóm Erika nhắn tin xin nghỉ với lý do ngủ quên. Nhưng thật ra cô muốn tạo không gian riêng và mong cậu sớm làm lành với em gái. Hiro thấy bạn cứ mãi suy tư không tập trung thì đề nghị sẽ lắng nghe phiền muộn dưới tư cách người thừa tự của đại thần điện. Nagi lúc nào cũng chỉ biết học hành không dành nắm bắt cảm xúc người khác có đôi lúc vô tâm vô tình làm tổn thương họ. Cậu muốn xin lỗi nhưng cảm giác nếu cứ làm như cũ thì không được. Hiro cũng đồng tình cậu nhiều khi vô tâm cực kỳ luôn. Như chuyện đã có hôn thê rồi mà vẫn không chịu từ bỏ mình lại còn tuyên chiến giữa chốn đông người rõ xấu hổ. Thế nhưng sự thẳng thắn đó cũng là một điểm tốt. Sau khi nghe những lời khuyên của bạn Nagi quyết định trở về xin lỗi em gái về việc đã nói cứ coi như chưa có gì xảy ra và vô tình làm xa chi tổn thương. Với lại từ nay anh cũng sẽ không đối xử với em như một đứa em gái nhỏ tuổi nữa mà cố coi em như một người con gái bình thường. Sachi nghe xong gương mặt ửng đỏ và lập tức mở cửa bước ra trở lại bình thường coi như chưa có chuyện gì hết. Có vẻ đêm nay sẽ là một đêm ngủ ngon của cô bé. Tập 12 Sáng sớm hôm sau đúng là hai anh em đã hòa thuận như cũ nên Erika muốn Nagi đi mua sắm cùng mình coi như trả ơn cô. Mà tiếc thay cậu lại có việc bận rồi đành phải từ chối và đó là việc rủ Hiro cùng học nhóm cho kỳ thi giữa kỳ sắp tới. Tại hôm trước cô nói đang kém môn toán nên cậu sẽ kèm cho. Nhỏ có vẻ hơi không chấp nhận lời nhận xét đó lắm nhưng cũng vui vẻ đồng ý. Xong là thanh niên đắc trí tưởng tượng về cảnh Hiro sẽ tin cậy mình rồi đứng cười một mình làm người ta còn tưởng bị tàu hỏa nhập ma. Hai người tới thư viện trung ương nhưng giờ thánh mới ngớ người nhớ ra ở thư viện đâu được phép nói chuyện. Cơ mà bất chợt Hiro lại muốn giao tiếp qua thư mà sao cái cảm giác cuộc trò chuyện bí mật này nó phấn khích đến thế. Rốt cuộc chỉ ngồi được có một tiếng thì thư viện đóng cửa Nagi vội vã tìm xung quanh xem còn nơi nào học được không. Nhưng chẳng có nơi nào hợp lý cả thì Hiro lại ngỏ lời mời bạn đến phòng tập kickboxing. Dạo gần đây cô đang tập bộ môn này chỉ đơn giản vì sở thích thôi, nhưng ăn mặc như thế kia thì thánh của chúng ta sao mà không tia cho được hiro đã phát hiện ra nagi vừa soi ngực mình thì dọa lần sau còn thế ăn ngay cú đấm nhé trong đầu thánh thầm nghĩ nghĩa là ăn một quả đấm sẽ được nhìn hả bắt đầu vào bài tập cô tung những cú sút nhẹ thì cậu cũng đỡ được dễ dàng thế nhưng đối với đòn hết sức lại khác đá bay nagi về đằng sau luôn làm mọi người xung quanh cũng phải ngỡ ngàng hiro vội xin lỗi và đi lấy nước cho bạn nagi muốn thử một chút xem sao vốn dĩ cũng có biết võ nên cú đấm của cậu lên bao các khá là có uy lực Hiro còn phải khen đòn của bạn rất đẹp đối với người mới tập và hai người cứ thế vui vẻ đến tận tối. Nhưng lúc này Nagi mới nhớ ra lại sai mục tiêu mất rồi bởi hôm ở công viên giải trí đã được cô dẫn dắt. Nên hôm nay cậu định làm người chủ động, nhưng lý do Hiro dẫn Nagi theo là bởi muốn cho cậu biết thêm về mình. Thôi xong nghe đến đây thằng con trai nào mà đỡ nổi, và thế là thanh niên hăng máu hùng hục trở về nhà hít đất vài trăm cái. Còn Erika chiều nay có đi ngang qua thấy hai người họ cô chỉ biết nhận xét đồ ngốc, Hôm sau vừa về đến nhà Nagi đã bị Erika rủ đi hẹn hò với mình. Bắt đầu từ việc lựa chọn cho cậu một bộ đồ đắt tiền rồi cô giải thích chỉ là nghĩ thỉnh thoảng nên đi hẹn hò thôi. Nơi tiếp theo hai người đến là tiệm thú cưng bởi sau vụ đụng độ con thạch sùng trong nhà tắm, Erika đã bắt đầu thích loài bò sát nên muốn nuôi một con chăn. Thậm chí bà nội còn nhìn con rắn hổ mang mà khen đẹp và định lôi nó ra làm thánh của chúng ta sợ chạy tay đái. Việc tiếp theo cô muốn làm đó là chạy bộ cùng nhau nhưng cuối cùng lại thành ra đuối sức chẳng còn chút gì gọi là hẹn hò cả. Erika cứ tưởng cậu sẽ thích bởi hôm nọ thấy Nagi tập kích boxing, thánh phải đính chính mình không thích vận động mà chỉ thích học thôi. Thì ra cái vụ hẹn hò với Hiro hôm qua đã bị lộ rồi trong khi cậu cứ làm ra cái bộ mặt phởn đời và điệu cười kinh tởm. Chính vì điều đó đã làm Erika thấy khó chịu vì Nagi chưa từng cười với cô bao giờ, nam chính chưa hiểu lắm rõ ràng Erika vẫn luôn ủng hộ mình đến với Hiro. Bởi cái việc giữa cậu với cô ấy chỉ qua nghe kể thì ổn nhưng lúc nhìn tận mắt cảm giác lạ lắm. Tóm lại cô không thích việc Na ghi đi tà lưa với đứa con gái khác trong khi mình là hôn thê của cậu. Nam chính của chúng ta phải hỏi rõ lại bạn đang ghen vì thích mình sao với một gương mặt đỏ ửng. Làm nhỏ còn đỏ bừng hơn chửi đồ ngốc rồi liên tục gào mồm lên để át đi những lời Na ghi nói. Cậu thì xin lỗi vì không để ý đến cảm xúc của bạn. Thế nhưng Erika chốt lại bằng câu tôi chưa thích cậu đâu rồi bỏ chạy đi. Thôi xong chữ chưa đó đã khiến Nagi phải suy nghĩ rất nhiều. Cậu vẫn ngồi đó đến tận tối muộn mà nghĩ chưa thì tức là sẽ có ngày cô ấy thích mình sao. Không hiểu sao tim lại đập thình thịch mà Nagi vẫn dặn lòng không phải mình thích cô ấy. Tự nhủ một người dễ thương thông minh được mọi người yêu mến và còn là đối thủ cùng một mục tiêu như Hiro mới là người mình thích. Nhưng sau đó cậu lại hoang mang không chắc đó có thật sự là thích không đành lên mạng tra định nghĩa về thích. Nhận được câu trả lời là cảm thấy cuốn hút và hợp nhau. Ngay lập tức Na ghi phi về nhà vội tìm cuốn siêu từ điển mà méo hiểu kiểu gì tự dưng lại thấy cái hộp có ghi chữ kỷ niệm tình yêu. Cậu tò mò mở ra xem thử thì thấy toàn là các bức thư ngày xưa bố gửi cho mẹ. Đọc một hồi mà thánh váng cái đầu méo hiểu sao bố mình lại viết được những thứ xấu hổ như này và lại không thấy một lời hồi đáp nào từ mẹ luôn. Đúng lúc ông bước vào đành giải thích bởi hồi đó mẹ con là hoa khôi của trường nữ kế bên. Ngay từ lần đầu gặp bố đã dính tiếng xét ái tình và bắt đầu tấn công dồn dập Cô ấy thì lần nào cũng từ chối thẳng thừng nhưng dần dần cái sự lì đòn kỳ lạ của ông lại thành ra cuốn hút. Bố khuyên thằng con nếu lạc lối với chuyện tình yêu thì hãy nghe theo tiếng gọi của trái tim. Thử nhắm mắt lại và tưởng tượng ai là người đang gọi tên con. Nagi cũng nghe theo làm thử mà quần què gì cả ba cô gái đều hiện lên trong đầu cậu một lúc mới cay chứ. Làm sao nói ra chuyện này với bố được nhưng cậu sẽ cần suy nghĩ nghiêm túc hơn về chuyện tình cảm. Ngay sau đó gửi cho Erika một dòng tin với nội dung tôi cũng chưa thích cậu đâu. Tập 13 Kỳ thi giữa kỳ đã tới có mấy thằng bạn rất mong Nagi sẽ thi tốt vì đã đặt cược vào cậu. Nhớ lại những lời bố nói cậu nhận ra chẳng lẽ người mình thích không phải Hiro sao. Erika tính cách hơi kỳ quái nhưng lại dễ thương. Sachi thì tuy là em gái nhưng cũng không phải em gái. Rốt cuộc Nagi không thể tập trung cho bài kiểm tra nổi. Trở về nhà nhớ lại những lời hôm nọ Erika đã nói mà chẳng hiểu sao nhỏ vẫn cư xử như bình thường được. Rốt cuộc người suy nghĩ quá nhiều chỉ có nam chính của chúng ta thôi. Sáng hôm sau Hiro hỏi Han bạn có sao không vì lúc làm bài kiểm tra thấy bộ dạng của Nagi hơi lạ. Và cái kết ngay sau đó kết quả của bài kiểm tra đã được trả cậu tụt một mạch xuống hạng 13, thậm chí cả lớp đều phải bất ngờ về điều đó còn Hiro đã trở về hạng nhất. Một vài thằng kính nể Nagi nay đã tạm biệt cậu nhưng cũng có những đứa động viên cố lên vào đợt sau. Asuma còn trêu chọc chắc giữa giờ thi mải quay sang ngắm Erika dễ thương nên điểm thấp chứ gì mà sau vụ này Hiro có biểu cảm gì đó lạ lắm dường như cô đang giận trở về nhà xa, chi cũng sốc bởi đây là lần đầu tiên anh hai hạng thấp đến thế Nagi tự trách bản thân và nằm lăn lộn trong phòng khi đã dám lớn tiếng thách thức Hiro để rồi nhận lại một ánh nhìn khinh bỉ đã hai tháng kể từ khi gặp gỡ và sống chung với Erika cậu nhận ra mình đã chẳng học hành gì mấy không giống hồi ở nhà luôn cắm đầu vào học cứ như Nagi không còn là chính mình vậy Erika đợi mãi vẫn chưa có cơm nên bực bội tiến vào phòng mắng mỏ hạng 13 vẫn là rất cao rất giỏi rồi. Nhưng cậu cho rằng nếu không được hạng nhất thì mình chỉ là thằng cặn bã không có gì trong tay hết, chỉ vì quá mải vui chơi với Erika đến mức quên cả học hành mới thành ra thế này. Cô đáp dù có hạng nhất hay hạng 13 thì giá trị của cậu cũng không thay đổi đâu làm Nagi giật mình ngỡ ngàng rồi lại phì cười. Có vẻ như hai người đã giảng hòa nhanh chóng và cậu lại làm một bữa tối no nê cho cả nhà. Sau khi tắm rửa thoải mái vào sáng sớm hôm sau Nagi dường như đã thanh tẩy lấy lại được tinh thần. Thì vô tình Erika bước vào nhà tắm và cái kết đỏ bừng mặt phải lấy tay che mắt và hai đứa hét ẩm lên. Đến thư viện cậu vẫn mong chờ được thách đấu lần nữa với Hiro nhưng chờ một lúc không thấy đâu thì ra cô ấy bận việc nên đến muộn một chút. Cơ mà vừa mới đến cửa đã nghe thấy tiếng cãi vã rất thân thiết giữa Nagi với Erika thì Hiro quyết định không vào nữa. Sau đó được hỏi thì cô lấy cớ là do để quên đồ phải về nhà lấy nên sáng nay không học nhóm được rồi lại lơ cậu đi. Trong lớp đám con gái rất muốn sờ thử làn da đẹp đẽ của Erika. Hiro kể mình cũng muốn sờ lắm mà còn phải nhịn nè. Nagi quay xuống hóng chuyện đụng phải mắt cô ấy nhưng Hiro vội quay đi ngay quả nhiên cậu đã bị tránh mặt. Giờ ra chơi còn nhận được một lá thư của cô ấy hẹn gặp nhau sau nhà thể chất khi tan học. Nagi vội đi xin ý kiến từ Erika thì nhận được câu trả lời cậu toang rồi bởi lần trước giành được hạng nhất nhưng lại tụt một mạch xuống 13 khiến Hiro có cảm giác như đã nhìn lầm người. Nó giống như hành vi phản bội cô ấy vậy, và thế là đến giờ gặp nhau Nagi đã cúi đầu xin lỗi mong bạn hãy tiếp tục dõi theo mình. Hiro vui vẻ truyền bóng cho cậu hai đứa cùng nhau chơi bóng rổ, đúng là hôm qua cô có thất vọng thật bởi cho rằng mình là đối thủ thì sẽ là người hiểu cậu nhất. Nhưng cho đến sáng nay đã thấy Nagi tươi tỉnh trở lại và có lẽ điều đó là nhờ Erika. Hiro im lặng một hồi rồi nói tiếp vậy mà cứ nghĩ chỉ mình mới có thể làm cậu vui. Nghe đến đây nam chính tin chắc rằng người mình thích chính là Hiro nên hừng hực máu lửa quyết định phải giành lại hạng nhất. Bất chấp Erika có nhờ kèm cặp học bài cậu cũng không quan tâm. Cơ mà vấn đề thật sự rất cấp bách rằng bố cô yêu cầu nếu trượt bài thi lại sẽ phải về sống ở nhà cũ. Tập 14 Đơn giản lý do vì nhỏ đạt đúng hạng chót bảng luôn ngồi trong lớp mà Erika méo biết giáo viên đang nói cái gì chi ngó vào thấy vậy cũng liền thay đồ rồi muốn học chung luôn bởi năm sau cô bé thi chuyển cấp tưởng rốt thế nào mà hóa ra Erika rốt tất cả mọi môn luôn ạ à? ngồi suốt 3 tiếng đồng hồ cô chẳng hiểu nổi một câu nào cũng vì vậy đã khiến Na ghi cáo thành ra hai đứa cãi nhau đồng nghĩa với việc chấp nhận Erika tại kỳ thi phải quay về nhà cũ dù mới chỉ sống ở đây hai tháng nhưng cậu đã bắt đầu không muốn rời xa rồi ở nhà đâu có cái bàn học và cái giường nằm dễ chịu như này Đêm đó xuống phòng khách tình cờ thấy Sa Chi ngủ ở đây thì ra Erika cũng đang rất quyết tâm học. Cô bé trách sao anh không dạy chị ấy đàng hoàng đi nhưng Nagi có vẻ không quan tâm lắm. Sa Chi chỉ biết thầm mắng đồ anh hai ngốc. Thế nhưng nghĩ lại trước đây cô ấy đã từng nhận xét mình là một người rất nỗ lực. Cậu quyết định xông thẳng vào phòng dạy cho Erika cách học đúng đắn nhất. Nagi muốn bạn hãy nói thẳng ra lý do quyết tâm học đến vậy có phải vì không muốn rời khỏi căn nhà này không? Vì Erika là hôn thê của mình nên vấn đề của cô cũng là vấn đề của cậu chúng ta sẽ cùng nhau thay đổi. Sachi đứng ngoài cửa nghe hết câu chuyện thì thầm mừng và sang ngủ tạm ở phòng anh. Sau hai đêm thức trắng cật lực học cuối cùng cũng đã tới lúc có kết quả bài thi và không uổng bao công sức Erika đã đỗ. Tưởng chừng người bố sẽ rất cáu khi không lôi được con bé về nhưng ngược lại ông còn rất vui ấy chứ. Cơ mà người mệt nhất phải kể đến Nagi khi cậu phải ra đề rồi tự chấm đề, giám sát không cho nhỏ ngủ cũng như quản lý lịch và còn nấu ăn cho cả nhà. Erika cảm ơn bạn bởi đây là lần đầu cô thấy vui khi nhận được kết quả bài kiểm tra như vậy. Cuối tuần này gần nhà cũ của hai anh em sẽ tổ chức lễ hội nên Sa Chi rủ chị đi cùng coi như xả hơi sau kỳ thi. Năm nào hai người cũng phụ bố mẹ bán hàng quán tại lễ hội, bố mẹ sẽ đi chào hỏi quanh khu phố một lát nên nhờ Nagi và Sa Chi trong tiệm dùng. Sa Chi vô tình dẫm phải dây giày suýt thì ngã cũng may đã có anh đỡ được. Một lát sau vô tình gặp Hiro cũng đến trong bộ đồ Yukata bởi thần điện nhà cô cộng tác với lễ hội này. Cô em gái nghe cái tên quen quen và sực nhớ ra đây chính là người đã hẹn hò với anh. Hiro thân thiện chào hỏi cô bé nhưng Sachi lơ đi không đáp lại. Nghe tin hai người họ hẹn nhau tí đi chơi cô bé mới nhắc chúng ta đã có hẹn đi chơi cùng Erika rồi mà. Nagi đáp hứa như thế hồi nào với lại cậu không hiểu sao em gái lại có vẻ giận dỗi. Cuối cùng hai anh em phụ bố mẹ bán hết sạch hàng vào tận tối muộn. Erika đã mặc yukata tới cùng đi chơi với Sachi thì lại vô tình gặp Hiro cô liền giới thiệu đây là Sa Chi em gái dễ thương của mình làm cô bạn lú cái đầu luôn chưa hiểu lắm. Tập 15 Erika đã cất công chọn cho Na ghi bộ Yukata và vội lôi cậu cùng đi thưởng thức không khí lễ hội mà lần đầu cô được tham gia. Do Hiro nhắn tin báo có việc bận nên cậu mới đành đi cùng cô ấy, mới mấy phút trước bố mẹ còn chúc mừng hai đứa đi hẹn hò với nhau cơ. Erika muốn chơi trò vớt cá vàng cơ mà chỗ này không xài quẹt thẻ, hết cách cô buộc phải xin tiền lẻ từ cậu. Nào ngờ nhỏ chơi kém đến nỗi 1000 yên của Nagi bốc hơi chóng vánh, trò chơi tiếp theo là quay sổ số thì cô chúng được cái phần thưởng phèn ỉa. Thứ mà Erika nhắm đến là cái máy chơi game giải nhất cơ, nhưng lại không phải vì muốn có nó bởi Erika đã có cái máy này rồi cô chỉ cần cái danh hiệu hạng nhất thôi. Thậm chí còn định lôi cả cọc tiền ra chơi Nagi phải vội dẫn đi chỗ khác. Mà dường như việc idol top top đi chơi hội đã bị nhiều người phát hiện cậu phải vội đeo cho bạn một cái mặt nạ rồi cứ thế Na ghi dẫn Erika đi tận hưởng hết trò này đến trò khác. Do cả tối chưa ăn gì bụng đói meo nên cậu đi mua bánh xèo thì vô tình gặp Sachi và nhóm bạn cùng lớp cô bé. Hai người nói qua lại một vài câu rồi bỏ đi tiếp. Đám bạn của nhỏ còn thì thầm trêu chọc thì ra đây là người anh mà Sachi suốt ngày kể nhìn chả giống vẻ dễ thương của bạn chút nào. Anh ấy đúng toát ra mùi mọt sách và khó gần. Dường như điều đó đã làm cô bé bực bội mắng mình nói thì được nhưng không ai được phép nói xấu anh Nagi. Đám bạn lại xoa đầu khen đúng là một cô bé mê anh trai dễ thương. Nghe xong những điều vừa rồi làm mặt cậu cũng đỏ bừng. Quay trở về với Erika Nagi đưa cho cô một suất bánh xèo món mà mình rất thích. Nhưng có vẻ nhỏ chưa từng vừa đứng vừa ăn bao giờ nên không khoái cái này lắm. Bất ngờ ba thằng bám đuôi đợt nọ hay tin Erika đang ở lễ hội nên mò tới đây mà ai ngờ gặp được thật. Thanh niên to xác lần này đã tập luyện rất nhiều để chống lại Nagi nó vẫn sức bay cả áo khiến cô sợ mà hét ẩm lên. Nagi cũng cạn lời luôn cậu vội kéo tay cô bạn bỏ chạy. Trên đường đi Erika cứ để mắt tới cánh tay mình đang bị cậu ấy nắm. Hai người chạy tít lên cầu vượt Nagi mới giải thích lý do không xử lý chúng nó ở đó vì sợ sẽ có đông người bu vào rất phiền phức. Mà đột nhiên cô cứ ngửi ngửi gì đó từ người cậu thì ra Nagi đang toát lên mùi nước sốt. Đó là do Erika ăn bị dây nước sốt ra tay mà cậu lại vừa nắm tay cô. Đây là lần đầu Erica được đi chơi vui đến vậy, thậm chí còn vui hơn cả đi du lịch nước ngoài có lẽ mùa hè này cả đời cô cũng sẽ không quên. Bất ngờ pháo hoa lễ hội đã bắn lên sáng rực bầu trời trước mặt, Sachi thầm nghĩ chắc giờ này anh hai đang cùng ngắm với chị Erica và tự hỏi không thể là mình sao? Hiro mãi mới xong công việc mẹ giao và lập tức đi tìm Nagi. Vừa thấy bạn tới cậu luống cuống định giải thích nhưng cô không quan tâm lắm mà chỉ đang rất thắc mắc một điều. Đó là tại sao cả hai người đều bảo Sa Chi là em gái mình rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người là gì. Tình thế vô cùng nguy cấp thì Erika vội lôi cậu bỏ chạy rồi hai đứa cãi nhau Sa Chi là em gái mình cơ mà. Có vẻ chẳng còn cách nào khác ngoài việc tiết lộ sự thật cho Hiro biết. Erika sợ nghe xong cô ấy sẽ ghét cậu nhưng Na ghi tin Hiro không phải người như thế. Và thế là cả hai đã kể hết ra mọi chuyện từ việc bị trao nhầm lúc mới sinh cho đến chuyện đã đính hôn với nhau. Cơ mà Hiro không giận ngược lại còn đồng cảm vì mình cũng có hôn phu. Nghe đến đây Erika sốc lập tức quay sang mắng Nagi sao lại biết bí mật của cả hai đứa mà cứ giấu. Nhưng nếu vậy cô cảm thấy lại càng thân thiết được với Hiro hơn. Trên đường về Hiro ghen tị với hai người khi có một cô em gái dễ thương cô cũng muốn sở hữu một sa chi ghê. Mà nhỏ Erika thậm chí chảy cả nước mắt không cho ai cướp đi em gái mình. Sực nhớ ra cần phải mua quà gì đó cho em ấy cô tạm biệt hai người trở lại lễ hội. Nagi muốn tiễn Hiro về đến nhà nhưng cô ổn có thể tự về được rồi hai bên chia tay tại đây. Cơ mà ngay khi cậu vừa quay lưng cất bước thì Hiro lại đuổi theo túm lấy vạt áo rồi đứng im lặng một hồi lâu. Cô đã đổi giọng điệu mà nói Nagi không được có bí mật nào nữa nhé làm cậu hết sức ngỡ ngàng. Hai người cứ thế nhìn nhau trong một bầu không khí yên áng Nagi hứa sẽ không có chuyện đó nữa mà họ đâu biết Sachi đã nhìn thấy hết sự việc. Về đến nhà Erika mua cho em gái cả đống quà bánh còn thanh niên kia thì đang đứng cười tự kỷ một mình trong nhà tắm. Tập 16 Hôm nay Sa Chi rủ Erika cùng vào vai thám tử đi điều tra về cô gái Hiro kia. bắt đầu bằng việc vào siêu thị mua rất nhiều nguyên liệu để tự làm cơm chưa đi học, tiếp đó nhặt được một đồng xu cũng mang tới đồn nộp cho cảnh sát. Được một tên con trai rất bảnh trai tán tỉnh nhưng Hiro cho ăn bơ, thấy một chú mèo trong cái hộp thay vì bỏ rơi cô ấy lại đi tìm chủ nhân cho nó. Chiều tối thì chơi đùa với lũ trẻ trong công viên nữa, Sa Chi không thể tin sao có thể tồn tại một con người hoàn hảo đến mức vậy. Còn Erika thì cảm giác như chúng ta đang đi rình mò hơn là thám tử, khuyên em có chuyện gì cứ đến hỏi thẳng là được thế nhưng cô bé chỉ muốn biết chị ta là con người như nào thôi. Vì cho rằng nghĩa vụ của một cô em gái là phải biết cờ rút của anh trai mình có phải người tốt không. Nếu vậy Erika cũng khẳng định Hiro là một người tốt, thay vì tiếp cận mình chỉ vì muốn lợi dụng cái danh tiểu thư nhà giàu, thì cô ấy lại đối xử với Erika như bạn bè bình thường một cô gái học tập lẫn thể thao đều giỏi lại tốt bụng dễ thương được nhiều người yêu mến. Nhờ Hiro mà cuộc sống học đường của Erika vui hơn bao giờ hết, Sachi cay cú lập tức về đè đầu thằng anh ra mắng cái cô gái Hiro đó rõ ràng là siêu nhân hoàn hảo. Một người như thế anh còn lâu mới với tới nên đừng có tưởng bở rồi tẩn cho thanh niên một trận cho đỡ cay. Hiểu được Na ghi cố giành lấy hạng nhất là vì chị ấy cô bé quyết định sẽ thi vào trường Anh và có vẻ như Sachi rất hào hứng lập tức về phòng học bài ngay khiến cậu cảm thấy khá bồn chồn khi dạo này con bé toàn làm mấy điều tùy tiện mà trước giờ chưa từng làm. Đến với ngày hội thông tin là ngày mà học sinh sơ trung tới trường cao trung định đăng ký vào tham quan, Sa Chi trong bộ đồng phục thủy thủ siêu dễ thương thu hút hết mọi ánh nhìn. Đặc biệt là thanh niên Asuma đang tự vấn lương tâm trong lòng mình đã có Erika rồi nhưng bé này cưng muốn xỉu. Mà chợt nhận ra có gì đó giống nhau không lẽ đó là chị em, thấy Sa Chi đứng đợi người hướng dẫn Nagi có cảm giác không giòn quả nhiên là không giòn thật khi người hướng dẫn cô bé lại chính là hiro cậu sợ sa chi sẽ nói ra những chuyện đáng xấu hổ của mình như nghiến răng khi ngủ hay hát trong phòng tắm hiro giới thiệu cho cô bé lần lượt từng nơi một đến với phòng tự học thì sa chi từng được nghe anh kể là ở đây rất dễ chịu lại có thể thoải mái vào nagi ngó ngoài cửa mà cảm giác hai người họ hợp nhau đến bất ngờ trong đầu cậu đã nghĩ đến cảnh một ngày nào đó cô em gái sẽ chúc phúc cho đám cưới giữa hai đứa mình vậy thì quá tuyệt vời Tiếp theo là dưới sân trường nơi mà các học sinh thường ăn trưa và tám chuyện cùng nhau. Nagi với Erika trên tầng cao không nghe rõ họ đang nói gì. Buổi hướng dẫn đã kết thúc Sachi có điều muốn hỏi đó là chị nghĩ sao về anh trai mình. Hiro đáp mình đã có hôn phu nhưng có lẽ vẫn chú ý tới cậu ấy. Sachi câu có trả lời em không thích chuyện đó đâu. Nhìn nét mặt ấy Nagi nhận thấy có điểm chẳng lành lập tức phi xuống hỏi hai người đang nói chuyện gì. Cơ mà có gì đó sai sai khi cả hai dường như sẽ làm thân với nhau. Vào giờ ăn chưa đập vào mắt mấy thanh niên này là cảnh Nagi đang cùng ăn trưa với ba mỹ nhân dưới sân trường. Tôi đến ở nhà cậu đã làm xong món đậu hũ ma bà và trứng cua gọi em gái xuống ăn nhưng cô bé sẽ ăn sau. Sa Chi đang bận cắm đầu vào học vậy là con bé muốn thi vào trường này thật. Nagi bắt đầu lo lắng bởi em ấy một khi đã quyết tâm thì sẽ làm cho bằng được. Hồi học lớp bốn thấy Ghi nhận được giấy khen bơi lội làm Sa Chi cũng muốn. Nên mặc dù không biết bơi nhưng ngày nào cô bé cũng tới bể bơi và đúng một năm sau đã giành được hạng nhất thật. Rồi còn cuộc thi đọc cuộc thi marathon mỗi lần Na thắng giải thì một năm sau Sa Chi cũng làm được hết. Erika không hiểu như vậy thì có gì kỳ lạ cô cũng muốn có khả năng giống em ấy. Nhưng thật ra vấn đề mà cậu lo lắng là về gia đình. Bởi đây là trường dự bị đại học tư nhân cực kỳ tốn kém nên tin rằng bố mẹ sẽ không đồng ý. Vì vậy Nagi đã dẫn em trở về nhà cũ thuyết phục bố mẹ. Cô bé cho rằng không cần nói cũng được khi nào được hỏi hãng nói. Erika liền tiến lại gần chìa tay ra động viên sẽ ổn thôi mà sao méo như dự đoán chút nào cả bố lẫn mẹ đều tươi cười gật đầu đồng ý nếu là vấn đề tiền bạc thì họ chỉ cần bán cái quán này đi là xong tuy hơi nhỏ nhưng ở gần nhà ga và nằm trên khu phố mua sắm nên cũng được giá sa chi tức giận về ý kiến ấy bởi mẹ luôn coi trọng công việc hơn cả tính mạng nếu vậy cô bé sẽ chọn một ngôi trường rẻ tiền còn hơn nhưng bà mẹ lại đập bàn mắng quyết tâm của con chỉ đến thế thôi sao thành ra hai bên cãi nhau to tiếng lại thêm erica vào cuộc cô cho rằng vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận sa chi cứ tiếp tục cố gắng với mục tiêu của mình bố mẹ thì tìm cách khác mà không phải bán quán erica không muốn nói về một tương lai u buồn mà là hiện tại nơi mọi người đều được vui vẻ bên nhau kết thúc sự việc nagi cảm ơn bạn thật ra dáng người chị những lúc như thế cậu lại chẳng thể làm gì được nhưng thật ra là do nagi từng nói sẽ thay đổi số phận nên cô mới muốn thử thay đổi xem sao sa chi đã gom lại hết đống sách vở mà lâu nay mình lười nhác không đụng đến để trở về nhà anh chị đồng thời cô bé cũng cảm ơn chị hai Nagi thấy vậy ghen tị liền hỏi còn anh thì sao, con bé quay lại lè lưỡi cho cái, và thế là Sachi đã dồn mọi tâm huyết vào nguyện vọng một đó là ngôi trường của anh chị. Còn các nguyện vọng sau hoàn toàn trống trơn. Tập 17 Sắp tới là kỳ thi cuối kỳ nên Erika đã hỏi Hiro về việc tổ chức một buổi học nhóm cắm trại hai ngày rủ cả bé Sachi đi cùng. Vừa mới được mời cô bé đã đồng ý ngay và luôn, còn nói về tiền bạc thì khỏi lo bởi nhà Erika có một căn biệt thự ở khu đó. Và rồi rất nhanh ngày đó đã đến. Cơ mà méo hiểu kiểu gì có cả thanh niên Asuma đi cùng trong khi Sachi lại phải nghỉ. Chuyện là ngay trước ngày đi cô bé đã bị cảm phải nghỉ học mặc dù đã rất háo hức chuẩn bị trước tận 5 ngày, có vẻ háo hức quá thành ra phát sốt luôn. Thanh niên Asuma tình cờ đi ngang qua nghe thấy liền nằng nặc đòi được thế vị trí đó đi học nhóm cùng. Nhân tiện cậu ta đứng hạng năm chục toàn khối một vị trí khá ổn. Trong khi đó Sachi đang phải nằm dưỡng bệnh ở nhà cũ và thầm mong muốn được đi học nhóm cắm trại. Căn biệt thự to đùng này là để bố Erika thỉnh thoảng tới chơi gôn nên cô cũng mới đến đây có một lần. Giật mình thấy một tấm ảnh ở phòng khách cô vội úp nó xuống rồi dẫn các bạn đi tham quan nhà. Nagi thì chợt nhận ra đây là một chuyến dã ngoại hai ngày một đêm với Hiro. Asuma nhận xét cả hai cô gái đều rất dễ thương nhưng cậu thiên về bên Erika hơn và hỏi Nagi chọn ai. Nam chính đáp Hiro thì cậu ta nảy ra một ý kiến đó là hai ta sẽ hợp tác đẩy thuyền giúp nhau. Nagi phải nói lại đây là một buổi học tập chứ không phải tán tỉnh nhau nhưng Asuma còn lâu mới chịu nghe. Hiro muốn bắt đầu buổi học luôn nhưng Erika lại đề nghị đi mua sắm trước đã vì cái biệt thự này chẳng có gì. Asuma ra hiệu cho Nagi hãy để mình đi cùng cô ấy thì chốt lại cho hai người họ đi mua sắm cùng nhau. Vậy là giờ chỉ còn mỗi Nam chính và Hiro ngồi học đánh vần cùng nhau trong căn biệt thự này, mà cô lại có chỗ muốn đến nên rủ cậu đi cùng đó là một cái hồ ở gần đó do lúc nãy đứng trên ban công nhìn thấy. Trước những làn gió thổi dễ chịu với mặt nước trong thấy được cả cá Hiro lại có ý định ngày mai đi câu, bởi đây là lần đầu đi học nhóm cắm trại nên cô muốn xả hơi chút. Mặc dù có nhiều bạn bè nhưng chưa bao giờ Hiro thấy hứng thú cả. Cậu thắc mắc tại sao lần này bạn lại tham gia thì nhận được câu trả lời là vì ở đây có Nagi khiến thanh niên đứng hình luôn. Về phía Erika do bình thường toàn là Nagi với Sachi đi mua sắm nên cô chả biết mua gì. Cứ lấy đại đồ uống đồ ăn vặt với mì ăn liền, Asuma khen bạn giỏi thật bởi những lúc như này cậu chẳng biết phải mua gì. Rồi bất ngờ Asuma tiến lại gần từ đằng sau tay chạm vào tay Erika và có điều muốn nói. Quay trở về bên này Hiro đang đi tắm còn Nagi thì ngồi học bài trước. Ngay sau đó hai người kia cũng về tới nhà. Erika lập tức lao sồng sộc vào nhà tắm kể với cô bạn một chuyện rất quan trọng. Asuma cũng đã về tới đang kể với Nagi việc mình vừa tỏ tình với Erika khiến nam chính có chút cảm giác khó chịu trong lòng. Ban đầu thì Asuma sợ nói ở đấy hơi kỳ nên định ra ngoài. Nhưng một giây sau nghĩ lại thôi cứ nói mẹ luôn, mà rồi cuối cùng thanh niên lại ngượng với Jun quá chỉ dám cảm ơn bạn đã cho mình tới đây. Thế mà ông nội kêu đã tỏ tình như đúng rồi, mà sao có gì sai sai na ghi tự dưng lại thở phào nhẹ nhõm khi nghe chuyện này. Asuma cà khịa một đứa chưa từng tỏ tình như cậu thì đừng lên mặt với tôi, nhưng phản ứng của cậu ta có gì đó lạ lắm khiến thanh niên sốc khi biết tin Nagi đã tỏ tình với Hiro, thậm chí còn dí mặt lại sát hơn để nghe cho kỹ. Tóm lại giờ nam chính phải thắng thêm 11 lần nữa mới được hẹn hò với cô ấy. Càng khiến Asuma nể phục hơn cái tình yêu đẳng cấp ấy liền gọi Nagi là sư phụ. Còn về chuyện mà Erika nói với Hiro là cô đã quên mang quần lót bởi bình thường đi du lịch luôn có người giúp việc chuẩn bị hết cho. Nên kể cả quần lót đồ mặc đồ ngủ đều không mang theo, Hiro phải thốt lên cô bạn dễ thương hết sức. Tôi đến trong lúc ba đứa ngồi học nhóm Nagi hít lấy hít để mùi hương Hiro vừa mới tắm xong, tình thế như này cậu chẳng thể tập trung học được. Asuma đã mua kem về kể với mọi người một nơi rất hay đó là thần điện trong rừng. Hiro liền trêu ở đó có con ma ấn tự làm Erika bắt đầu rén. Và thế là trò thử thách lòng can đảm đã được bắt đầu. Trong đầu Nagi đã nghĩ đến cảnh Hiro sợ ma bám chặt lấy tay mình đây đúng là một cơ hội tốt để thể hiện bản lĩnh. Asuma bắt đầu chia nhóm cậu sẽ đi cùng với Erika nhưng ngay lúc đó cô ấy lại lên tiếng nói muốn đi cùng Nagi. Cả ba người đều giật mình trước đề nghị này nhưng Erika rất nhanh chóng kéo tay cậu đi luôn. Trong khi Nagi đang vô cùng tiếc nuối cơ hội thì cô lại có chuyện muốn nói với cậu. Về phía hai người còn lại trong lúc đứng chờ họ Asuma muốn hỏi lý do Hiro lại ám ảnh việc giành hạng nhất đến vậy. Nhưng có vẻ cô không muốn trả lời, cậu hỏi tiếp thỉnh thoảng để ai đó vượt lên được không thì nhỏ đáp thẳng thừng không muốn. Thôi xong thế thì khác gì từ chối lời tỏ tình của Nagi đâu thanh niên khóc thương cho thằng bạn. Cơ mà đột nhiên Hiro lại hỏi ban nãy cậu định tỏ tình với Erika phải không và muốn giúp một tay làm Asuma khoái chí lắm nhưng lý do giúp thì là bí mật. Tập 18, Sachi ngày càng sốt cao hơn làm ông bố cuống cuồng cả lên nên người mẹ quyết định sẽ gọi taxi chở con tới bệnh viện. Cô bé còn dặn mẹ không được nói với anh hai, trở lại phía bên này nãy giờ Erika cứ có vẻ gì đó rất lúng túng dẫn Na ghi đi cùng. Không hiểu sao chỉ là một cơn gió thổi thôi nhỏ cũng hoảng đến vậy, cơ mà đột nhiên Thánh lại nghĩ ra một trò rất hay. Đi được một đoạn Erika quay mặt lại thì không thấy Nagi đâu chợt nghĩ đến cảnh cậu ta đã bị thần điện bắt đi. Nhưng hóa ra Nagi chỉ muốn hù một chút thôi làm nhỏ vội che váy lại hét ẩm lên. Cô thắc mắc lẽ nào cậu đã nhận ra liền liên tục mắng đồ biến thái dê sùng cơ mà thánh chẳng hiểu gì cả. Sau khi tới cửa hàng tiện lợi mua đồ mặc vào xong Nagi mới hay tin từ nãy tới giờ Erika hoàn toàn thả rông. Lý do cô dẫn cậu theo là vì đã nói cho Hiro biết nhưng cô ấy đáp không mặc một hai ngày cũng đâu có sao. Nhưng thật ra đấy cũng chưa phải chuyện Erika muốn nói. Đã tới cái đền kết thúc thử thách dũng cảm cô chụp một tấm làm bằng chứng thì hú hồn Nagi đứng lấp ló như cái hồn ma. Hai người quyết định ngồi đây đợi nhóm kia tới. Erika nhận xét đi chơi qua đêm với bạn bè thật sự rất vui còn Nagi vẫn khẳng định đây là một buổi học. Còn về chuyện muốn nói chỉ đơn giản là thật mừng vì đã gặp cậu nếu không có Nagi cô cũng đã chẳng ở đây. Nagi cũng cảm thấy vậy và muốn tiếp tục giúp đỡ lẫn nhau. Erika quay mặt lại thắc mắc ý cậu là dưới tư cách hôn phu và hôn thê sao với một đôi mắt lấp lánh khiến Nagi hết sức ngỡ ngàng. Hiro nhận được tin nhắn chụp ảnh đã tới đích của hai người kia nhưng Asuma còn vừa phát hiện ra một điều đáng sợ hơn, đó là cái đền mà họ đang ở chính là đền kết lương duyên và phía bên này Nagi đang ửng đỏ mặt trước câu nói vừa rồi nhưng nhỏ nói tiếp chỉ là đùa thôi làm thánh hết hồn. Hiro với Asuma thông báo bỏ cuộc vì hai đứa có đi cùng nhau cũng chẳng ích gì hết trở về nhà làm bữa tối với các nguyên liệu hạng sang tươi ngon do chính tay Erika đã mua. Bếp trưởng Nagi với sự giúp đỡ của Hiro quyết định sẽ làm một bữa tiệc BBQ ngoài trời. Hiro xin cắn một miếng ngô của Nagi và nhằm thẳng vào chỗ cậu mới cắn làm thanh niên khoái chí trước nụ hôn gián tiếp. Cô quay ra nhắc Asuma cũng xin một miếng của Erika đi nhưng nhỏ ăn hết mẹ rồi còn đâu. Sau khi đã ăn uống dọn dẹp xong xuôi mọi người mới trở lại với việc học hành. Thế nhưng riêng lần này Nagi lại từ chối mà muốn đi quan sát thiên văn hơn bốn người cùng nằm trên bãi cỏ mát lành ngửa cổ lên nhìn trời ngày nào cậu cũng kiểm tra dự báo thời tiết hết sức kỹ càng để chọn ra một ngày bầu trời quang đãng như vậy thì ra lý do chính của việc rủ đi học nhóm là cái này giờ mọi người mới biết sở thích của na ghi lại là quan sát thiên văn nhưng quả thật những cơn mưa sao băng hết sức đẹp đẽ thậm chí cậu còn muốn đêm mai cả bọn trở về nhà muộn một chút để được ngắm trời thêm một lần nữa mà bất ngờ nhận được tin nhắn từ mẹ báo về việc sa chi bị ốm nặng phải lên viện mặc dù cô bé không cho nói sa chi thầm nghĩ chắc anh hai đang được ngắm nhiều sao lắm và ước được đi cùng anh hiro erika với asuma cùng nhau ước một điều với ngôi sao băng tiếp theo bay ngang qua nhưng khi quay ra thì lạ thay không thấy na ghi đâu cả hóa ra thanh niên đã phi một mạch để bắt kịp chuyến tàu cuối cùng từ nơi cắm trại về bệnh viện thăm em làm cô bé bực bội đã mong đợi được ngắm mưa sao băng đến vậy lại còn là buổi cắm trại đầu tiên cùng bạn bè thế nhưng sa chi vẫn phải cảm ơn anh về phía ba người này nhận được tin nhắn phải nhận xét cậu ấy đúng là quan tâm tới em gái thật nhưng trong đầu thánh Asuma lúc này đang nghĩ đến cảnh được ngồi cùng dàn harem, cơ mà hai nhỏ quay lưng đi về ngủ để lại thanh niên một mình mẹ rồi. Cho đến sáng hôm sau thánh của chúng ta mới lăn lộn ôm đầu mà xấu hổ bởi chỉ vì trông em gái lại bỏ về. Cũng vì cậu về sớm mà ba người bọn họ sáng nay đã về luôn, Erika hỏi thăm Sa Chi thì cô bé đã khỏe và vừa mới xuất viện rồi. Trong đầu cậu đang chuẩn bị tinh thần bị nhỏ khịa là đầu cuồng em gái, nhưng lạ thay không hề có một lời trêu chọc mà Erika chỉ nghiêm túc kính nể cậu. Làm Thanh suốt cả buổi đã ngồi vào bàn học nhưng vẫn chưa hiểu nổi ý cô ấy là sao không lẽ một trò trêu chọc mới. Nhưng nghĩ lại từ lúc cả bọn sống chung bố mẹ vẫn thường xuyên hỏi Han trêu chọc, trong khi Erika lại chẳng giao tiếp với gia đình chút nào và cậu nhận ra mình không biết gì về cô ấy hết. Nhưng dường như không ai biết một chuyện rằng, Hiro đã vô tình lật tấm ảnh bị úp ở phòng khách căn biệt thự có chụp gia đình Erika với Nagi. Cô không hiểu bức ảnh đó nghĩa là sao cả, mà thật ra thứ đó do chính tay người bố đã cài vào cho bọn nhỏ thấy. Ở nhà bố mẹ Sa Chi hôm nay ăn rất nhiều để mau khỏe còn trở về nhà anh chị. Erika đang nhắn tin hỏi ý đồ của bố là gì khi để bức ảnh đó lộ liễu ở đấy. Đúng lúc đó Nagi tới hét ầm lên có chuyện muốn hỏi lập tức bị nhỏ tạt cho gáo nước. Đã vậy cậu cũng đáp trả và có vẻ đang khá giận. Điều mà Nagi muốn hỏi là trước đây Erika từng nói muốn chạm đến một người vậy người đó là ai. Cô đứng bật dậy tạt cho thêm một xô nước nữa rồi trách cậu hỏi muộn quá đấy. Hai người đã nghiêm túc đối mặt nhau chuẩn bị tinh thần nghe về câu chuyện ấy. Tập 19 Erika hỏi đi hỏi lại chắc chắn không nhưng Nagi đã chuẩn bị tinh thần muốn nghe lắm rồi. Nếu vậy bắt đầu từ việc cô dơ ra tấm ảnh hồi nhỏ khiến cậu không hiểu tại sao mình lại có mặt ở đây. Nhớ lại hồi đó Erika phải chuyển nhà và hai đứa sẽ không còn được gặp nhau nữa thì cả hai rất buồn. Cô nắm lấy tay cậu an ủi đừng lo khi lớn lên nhất định sẽ gặp lại nhau thôi. Nhưng không người trong bức ảnh không phải Nagi mà đó là anh hai cô hay có thể hiểu là anh ruột của cậu tên Sosuke. Cơ mà ban đầu Erika tưởng chừng cậu phải ngạc nhiên lắm nhưng Thánh lại hiểu chuyện rất nhanh vì là anh em nên mặt giống nhau. Tóm lại Nagi cũng không quan tâm lắm cậu cho rằng anh em với mình chỉ có Sa Chi thôi. Chuyện này có vẻ bố mẹ cậu không biết vì anh ấy đã biến mất rồi. Nhưng cô vẫn chờ đợi một ngày nào đó anh hai sẽ tìm ra mình. Đó là lý do Erika ngày nào cũng đọc các dòng bình luận trên kênh nhưng chẳng được gì cả. Và chính hôm đó là ngày bố mẹ nhắc đến chuyện đã sắp đặt vị hôn phu cho con. Erika tin rằng phản kháng trực tiếp họ sẽ không nghe nên bực bội bỏ nhà đi. Với ý tưởng trèo lên thành cầu chụp một tấm ảnh gây náo động khiến bố mẹ nhất định phải nghe lời. Đồng thời biết đâu anh hai thấy được cũng sẽ lo lắng. Nhưng rồi ngay lúc đó cô lần đầu gặp gỡ Nagi mà vô cùng bất ngờ cứ ngỡ cậu là anh trai mình. Trở lại thực tại Nagi cho rằng thay vì chờ đợi mãi không có kết quả thì hãy tự đi tìm. Khiến Erika bật cười vì tin chắc cậu sẽ nói ra lời này và đồng ý. Ngay sau đó Sachi cũng đã về tới nhà hai chị em ôm ấp hỏi han nhau hôm sau tới lớp chẳng hiểu sao nagi cứ thấy khó chịu trong lòng khi nghĩ về người anh ruột của mình trong lúc làm bữa tối cậu mới nhận ra cái thái độ gần gũi quá mức mà erica luôn dành cho mình hóa ra vì mình là người thay thế anh ấy càng nghĩ về những kỷ niệm đã trải qua cùng nhau nagi lại càng giận sôi máu rốt cuộc nhỏ đó cũng là đứa mê anh trai mà suốt ngày chọc mình cuồng em gái vậy thì cậu quyết định sẽ đi gặp bố erica để hỏi cho rõ ràng anh hai cô đang ở đâu và tại sao lại biến mất Erika cho rằng bố mình sẽ không chịu trả lời thành thật đâu, nhưng Nagi không quan tâm mà lập tức tới thẳng công ty. Nhớ lại trước đây một lần Sosuke đã học xong nên định về nhà trước nhưng Erika không chịu mà muốn anh hãy đợi em, cậu muốn về chơi tiếp cái game lắm rồi mà cô bé cũng muốn không kém. Và thế là cứ vừa ngồi vừa khóc rồi tự nhủ mình ghét học, nhưng khi ra đến cửa mới bất ngờ nhận ra anh hai vẫn đang đợi mình cũng vì vậy mà mất cả thời gian chơi game luôn rồi. Erika có vẻ buồn khi bị anh trách nhưng Sosuke nói dù sao chơi game một mình cũng mất vui nghe kể xong, Sa Chi phải nhận xét giống hệt anh Nagi đã đợi người ta rồi thì cứ nói luôn một câu từ đầu đi cho rồi. Erika kể tiếp anh ấy chẳng tốt tẹo nào, có lần lỡ ăn kem của anh mà bị cạch mặt luôn, rồi chỉ vì xóa cái xếp game thôi cô cũng bị nổi giận lôi đình. kể cả lúc thay đổi kiểu tóc ảnh chẳng thèm khen lấy một câu, anh trai gì mà chẳng chịu trân trọng em gái hết. Sachi nghe xong chuyện thì tin chắc anh ấy đúng là một người anh tuyệt vời, trong khi đó Nagi đang được bố Erika đưa cho xem một đống ảnh cô ấy hồi bé cute đáng yêu hết chịu nổi. Lão lấy hết album này đến album khác nhưng cậu đến đây chỉ một mục đích duy nhất muốn biết về vụ anh trai cô ấy. Ông trả lời không có đâu rồi liên tục đánh chống lảng nói về việc khác, bất chấp Nagi có đi thẳng vào chủ đề bao nhiêu lần ông cũng có thể dẫn dắt được. Nghe kể về chuyện hôm nọ đã gặp gỡ bé Sachi làm cậu bất ngờ, bố Erika nhận xét hai anh em con có vẻ rất thân thiết. Nhưng câu nói ngay sau đó của ông mới làm Nagi như sững cả người lại. Chuyển cảnh tới ngôi đền của nhà Hiroko đang được bọn trẻ con rủ cùng chơi trò chơi gia đình. Ngày xưa ngày xưa có hai gia đình gấu và thỏ đã trao nhầm hai đứa trẻ lúc mới sinh, do không biết nên họ đã hết lòng nuôi dạy đứa trẻ như con mình. Cho đến cái ngày biết được sự thật nhưng hai bên lại yêu cả con đẻ lẫn con nuôi và quyết định của họ là chỉ cần cho hai đứa nó kết hôn với nhau. Thế nhưng vẫn còn một trường hợp nữa bởi bạn Thỏ còn có một cô em gái, nghĩa là cũng có thể ghép cô em đó với người anh. Quay trở lại cuộc trò chuyện giữa Nagi và bố Erika, câu mà ông vừa nói khiến cậu sốc đó là con hoàn toàn có thể kết hôn được với em gái là Sachi. Tập 20 Rốt cuộc vẫn chẳng thể hỏi được về anh trai Nagi trở về nhà thì giật mình trước bộ trang phục của hai chị em nhà này. Sau đó cậu phải vào bể bơi chụp ảnh liên tục cho Erika mà thanh niên vừa ngắm ảnh vừa làm ra cái bộ mặt biến thái. Hai cô liền mắng đừng có soi chằm chằm thế đồ dê sồm. Erika rủ chi vào chụp chung nhưng cô bé từ chối bởi để anh hai thấy thì tởm lắm. Nagi chê anh mày chẳng có hứng thú với em mặc đồ tắm tí nào đâu mà con bé lại quay ra dỗi. Giờ mới kể ra vụ nói chuyện với bố cho Erika thì đúng như suy nghĩ của cô ông ấy toàn tránh né. Với lại cậu có thể kết hôn được với Sachi cũng đồng nghĩa việc cô có thể kết hôn được với anh Sosuke, làm nhỏ trợn tròn mắt vờ như không nghe thấy gì. Nagi thử nghĩ tới cách khác như lên các chương trình cuộc hội ngộ nhưng nếu vậy sẽ bị lộ hết thông tin cũng không ổn. Mà giả sử cầm cái ảnh in hình đúng mặt mình đi hỏi người đi đường thì người ta tưởng bị điên mất, thanh niên cứ mãi ngồi mộng tưởng mấy thứ kỳ lạ mà đập bàn như Olodo. Đến giờ tan học bất ngờ nhận được lời mời hẹn hò lần thứ hai từ Hiro khiến thánh sung sướng hết ẩm lên. Trở về liền hỏi Sa chi nhà mình có xe đạp không, cô bé đáp có một cái của mẹ, thế là cậu đạp xe tới điểm hẹn gặp Hiro nhưng hơi xấu hổ vì nhà mình có mỗi cái xe gắn giỏ này, thậm chí la cờ đằng sau còn không gỡ ra được, nếu biết trước là xe đạp thể thao Nagi đã thuê một chiếc rồi. Hóa ra mục đích của Hiro là muốn đua một trận, cơ mà bộ đồ cô ấy mặc làm thánh của chúng ta không sao rời mắt được, trước khi bắt đầu trận đấu cô hỏi thứ gần nhất và cũng xa nhất là gì? rồi cho cậu thời gian suy nghĩ từ giờ tới lúc đến nơi, hai người đạp một mạch theo con dốc thẳng để đi một chặng đường rất dài. Trên đường đi lại vô tình gặp được một khách sạn rất to lớn của bố Erika làm Nagi phải dừng lại tò mò ngó vào. Trong lúc đang mải nghĩ về ông bố giàu sụ thì Hiro đã dừng chân ghé tạm quán đá bảo ăn giải tỏa nắng nóng mùa hè, được thấy cảnh này trong đầu thánh chỉ hiện lên một suy nghĩ muốn hôn ghê. Tiếp tục đạp xe Nagi vừa đi vừa nghĩ về con người khó ưa đó mà lại là bố của mình, dặn lòng mình là con trai của một chủ quán ăn nghèo. Đã đến đích địa điểm mà Hiro dẫn cậu tới là bãi biển, Nagi trả lời cho câu hỏi thứ vừa gần vừa xa hồi nãy là biển nhưng rất tiếc đã sai đáp án là gia đình. Bởi cô thấy dường như cậu đang rất buồn phiền nên hôm nay mới rủ để giúp giải tỏa. Hiro gợi ý bạn hãy hướng về phía biển mà hét lên thì cậu cũng làm theo gào lên mắng ông già ngu ngốc, cô cũng hét lớn mình muốn mau trở thành người lớn. Sau khi động viên cậu bằng câu mỗi khi Nagi cảm thấy lạc lối thì cô sẽ luôn ở bên cậu rồi hai người cùng trở về về phía sa chi lại đang được bố của anh chị đãi ăn một bữa hào hạng tại nhà hàng của ông ngay trước ông còn từng tới đây ăn cùng thủ tướng luôn rồi đột nhiên bố erica hỏi cháu có đủ quyết tâm để kết hôn với nagi không tối hôm sau sau khi học ở thư viện trở về sa chi được anh trai hỏi em học hành có ổn không vì sợ cố gắng quá sẽ lại đổ bệnh bởi hai ngày nay cô bé đều về muộn nhưng sa chi chỉ tỏ vẻ khó chịu rồi gắt gỏng trở về phòng dưới tư cách là một người anh nagi phải chấn chỉnh em gái nhưng giờ thì sa chi lại muốn ra ngoài đi mua đồ Cậu không đồng ý bởi giờ này đã muộn đối với học sinh sơ trung cơ mà cô bé không nghe, và thế là Sa Chi đã được đi siêu thị cùng anh hai. Thanh niên còn nhắc nhở em dễ bị lạc lắm nên cứ đứng cạnh anh nhưng em nó ứ chịu lỡ bạn bè thấy thì sao, mà vừa nhìn thấy quay kem Sa Chi đã đổi thái độ vui mừng luôn. Còn Nagi mua đồ ăn tích chữ phải tính toán kỹ đến những ngày giảm giá và mua sao cho hời nhất sống hệt mẹ. Đến khi tính tiền trở về mới phát hiện ra con bé kia giấu sâu trong giỏ đồ gói bim bim mà sa chi thắc mắc anh được ông bố vua khách sạn kia gửi cho rất nhiều chi phí sinh hoạt sao không sống thoải mái lên thế nhưng na ghi chỉ tiêu số lượng ít và mỗi tháng đều gửi trả phần thừa sa chi liền tiến lại gần đút cho anh một miếng ăn nhớ lại về cái hôm giáng sinh mà cả bố mẹ đều đi làm hai đứa đã cùng nhau đi mua sắm định sẽ nấu ăn đợi họ về khi đó cô bé đã rất bất ngờ khi anh còn biết làm bánh chỉ thông qua việc nhìn bố mẹ làm cứ thế hai đứa ngồi đợi rồi ngủ quên mất cho đến sáng thì nhận được một bức thư từ ông già noel khen cái bánh ngon lắm tưởng rằng ông ấy đã ăn hết bánh của bố mẹ sa chi khóc rất to thế nhưng sau khi tìm thấy quà con bé tha thứ cho ông già noel luôn còn lúc này trở về nhà trong lúc đợi Erika về để ăn tối sa chi muốn cùng chơi game với anh một lúc cơ mà na ghi lại ra vẻ làm anh nhắc em những lúc như này thì nên học đi hoặc ăn trước đi khiến cô rất cáu mắng bỏ cái kiểu đó đi mà dù sao anh cũng có bao giờ dành thời gian cho em đâu cô bé hỏi tiếp nếu giờ em bảo hãy kết hôn với em thì anh có làm không Câu hỏi này khiến Na ghi sững cả người cho rằng chúng ta là anh em đã sống chung một nhà suốt bao lâu. Mà chợt nhớ lại lời bố của Erika nói cậu bắt đầu lúng túng đỏ mặt khiến Sa Chi phải phì cười vừa rồi chỉ là đùa thôi. Ngay sau đó Erika đã về tới sau một buổi đi mua sắm đồ mùa hè mà nhìn thấy nét mặt cũng như lời nói của Sa Chi cô phải nhận xét hình như em ấy đang vui. Và dường như đúng là vậy con bé quay về phòng nằm ôm gối rồi thầm cười tủm tỉm một mình. Tập 21 Ngày trả kết quả cuối kỳ của học kỳ 1 đã tới, Nagi trên chệ xe comeback top một còn Hiro đã bị đẩy xuống hạng 2 và vẫn như cũ cậu lại nhận được lá thư gửi từ cô ấy trong tủ giày hẹn lên sân thượng, cứ nghĩ đến việc Hiro lại nổi giận giống lần trước đáng yêu chết mất, nhưng lần này Nagi quyết định sẽ tỏ tình thật mạnh bạo khiến cô ấy phải đồng ý, Asuma đứng cạnh đó vô tình nghe thấy thì nể phục sư phụ chuẩn bị ra dáng một quý ngài, cậu liền bám theo họ ở điểm hẹn vào lúc tan học. Mọi thứ đúng như dự tính của Nagi bắt đầu từ việc dẫn dắt câu chuyện rồi tỏ tình rất mạnh mẽ với Hiro. Sau một hồi yên ắng không ai nói gì cậu ngửa mặt lên thì ngỡ ngàng trước nụ cười tươi tắn của cô ấy, tưởng rằng đã được đồng ý rồi nhưng hóa ra vẫn chưa. Thế nhưng lần này cô đã cảm thấy số mệnh có thể sẽ được thay đổi và giá như vị hôn phu của mình là Nagi thì tốt biết mấy. Trở về nhà Erika lần này đã lên tận hạng 167 thì vô cùng tự hào, hai chị em người ta đang nói chuyện vui vẻ với nhau mà ông tướng cứ chen mồm vào. Cố tình gây sự chú ý để kể về chuyện mới được Hiro tỏ tình, thế nhưng Sachi cho rằng cô ấy chỉ nói là giá như có anh làm hôn phu chứ có phải nói thích anh đâu. Cơ mà Nagi vẫn rất tự tin coi đó là một lời tỏ tình nếu vậy Erika quyết định sẽ đi kiểm chứng những gì Hiro đã nói. Bằng việc tổ chức một buổi tới biệt thự nhà cô ở gần một khu bãi biển riêng, cậu lập tức từ chối vì cả năm có mỗi cái kỳ nghỉ hè phải dành ra để học. Cơ mà vừa nhìn thấy tin nhắn Hiro đồng ý với lời mời của Erika thánh lật mặt 180 độ cũng muốn đi luôn. Trong đầu đã thầm nghĩ đến hình ảnh cô ấy mặc áo tắm liền bị con em mắng đổ ghê tởm Sáng hôm sau Na ghi cùng Erika đi mua sắm trong khi Sachi sẽ ở nhà ôn tập thêm cho kỳ thi chuyển cấp Cậu muốn mua một cây gậy để chơi đập dưa hấu với lý do tìm cả một bãi biển cũng không thấy cái nào có độ cân bằng như này đâu Tiếp theo là cây đinh ba vì đó là một bãi biển riêng nên để đề phòng trường hợp có bị cắt đứt với thế giới bên ngoài Erika cũng ok cho mua hết Cô còn muốn mua lọ kem chống nắng dạng lỏng nữa và gợi ý Hiro cũng sẽ dùng đấy Thế nhưng Thánh lại lo sợ lỡ mình thoa hộ cô ấy mà bị sót mất chỗ nào nên cuối cùng đành đổi sang mua dạng xịt. Kết thúc một ngày mua sắm, Erika nhận xét Na ghi dành việc đi biển ghê bởi cậu hay được đi cùng gia đình. Dù sao đi biển cũng chỉ miễn phí đâu có mất tiền, chẳng bù cho Erika dù có tới bãi biển riêng thì cũng chỉ toàn một mình tản bộ trên bờ biển thế nên rất hóng chờ chuyến đi này. Xe buýt đã tới hai người cùng lên xe trở về nhà, bất ngờ tới khúc cua khiến Na ghi ngả sát vào người Erika. Hình như ông tài xế thích ăn cơm chó nên cố tình làm thế thì phải. Mà nhân tiện cô nhắc cậu đã kể về vụ đính hôn cho Hiro biết rồi thì đừng tiết lộ thêm vụ hai đứa mình đang sống chung. Bởi dù sao đó cũng là bí mật của riêng hai người bọn mình khiến cậu giật mình ngỡ ngàng. Sau đó xe lại tiếp tục cua hai người ngày càng xích lại gần nhau hơn còn ông tài xế lộ rõ cái vẻ khoái trí. Trở về nhà Nagi và Erika xông vào gây bất ngờ cho em gái nhưng hết hồn có cả Hiro ở đây. Thì ra Sachi đã gọi chị đến và cũng lộ hết việc hai bạn đang sống chung với nhau rồi nhưng thật ra cô đã ngờ ngợ từ trước bởi hai cậu luôn có chung một mùi dầu gội thôi xong tình hình chuyến đi sắp tới có vẻ không giòn rồi đây rất nhanh chóng ngày đi biển đã đến ba cô gái vui cười vầy nước với nhau nagi thì giả bộ ngồi trên bờ đọc sách nhưng mắt không ngừng soi mát chưa gì đã bị con em gái phát hiện ra mất rồi sa chi chỉ có mỗi bộ đồ bơi học sinh nên mặc tạm còn cậu cũng mua một cái quần bơi khá nhà quê mà giờ mới hỏi tội con bé về chuyện dám tiết lộ cho hiro biết bí mật sống chung nhưng chỉ vì sa chi muốn chị ấy dạy kèm Nagi thắc mắc tại sao không nhờ anh cô bé đáp bởi em không thích anh hai và lại anh cũng sẽ thấy vui khi Hiro đến nhà. Thế nhưng cậu hoàn toàn nhận ra Hiro đang cố tình tránh mặt mình. Rốt cuộc lại không được thoa kem chống nắng cho cô ấy. Bốn người chia ra chơi bóng chuyền mà Nagi cứ mãi suy nghĩ liền ăn ngay quả bóng vào mặt. Sau đó cậu quyết định gọi Hiro ra nói chuyện riêng thì quả nhiên vấn đề ở chỗ đã giữ bí mật. Nagi xin lỗi và giải thích hết lời đó là do hoàn cảnh gia đình đưa đẩy chứ tuyệt đối không phải cậu muốn sống chung hiro hỏi dồn dập lúc được mình rủ đi hẹn hò là cậu đang sống chung với erica phải không ngày nào hai người cũng ăn cơm chung và nhìn trộm người ta tắm phải không rồi còn mỗi lần đi học về cũng tán tỉnh nhau phải không hiro thật sự rất đau lòng khi cậu đã hứa sẽ không bao giờ giữ bí mật với mình nữa vậy mà tuy không giận dỗi nagi nhưng trong lòng cô cảm thấy rất tổn thương thậm chí còn định từ chối tới đây rốt cuộc hình phạt dành cho cậu đó là bị nhổ vài sợi tóc trên đầu nếu lần tới mà còn tái phạm thì hiro sẽ nguyền rủa nagi làm thánh đỏ bừng mặt Thế là thanh niên lại lên mặt đi khoe khoang với Erika. Thật may khi cô ấy đã không nổi giận và qua đó cũng biết được cảm xúc mà Hiro dành cho cậu. Bé Sachi vừa mới tắm xong thì đổi lượt đến Erika vào đi tắm. Nhân đây Nagi có một điều muốn hỏi em gái bởi hồi chiều cậu mới được nghe Hiro kể lại. Rằng em thích anh phải không, khiến cô bé đỏ bừng mặt rồi tức giận đập cho một trận miệng thì mắng anh trai ngốc. Tập 22 Quay trở lại với cuộc nói chuyện trước đó Hiro hỏi đối với Nagi thì Sachi là một em gái như nào cậu đáp em gái thì là một phần của gia đình thế nhưng cô chỉ thấy hình như em ấy đang yêu cậu thôi trở lại thực tại sa chi đang hỏi tội chị nói như vậy nghĩa là sao nhớ lại cái hôm nói chuyện cùng nhau về nagi ở trường học hiro đã nói hình như em hiểu lầm rồi chị không hề có ý đó với cậu ấy bởi chị đã có vị hôn phu rồi hiro chỉ coi nagi như một đối thủ thôi khi đó cô bé đã tin tưởng nghĩ chị nói thật nhưng giờ thì khác rồi trong khi đó nagi đang trần như nhộng tại bồn tắm nước nóng lộ thiên và bắt đầu nhảy vào bồn tận hưởng cảm giác hòa mình với thiên nhiên thì giật mình đúng lúc erica bước vào cậu thắc mắc đã thấy mình ở đây rồi cô còn tiến vào làm gì nhưng nhỏ không quan tâm mà cởi bỏ cái khăn tắm che người xuống rồi cứ thế không mặc đồ vào cùng bồn tắm với na ghi luôn với lý do ở với nhau lâu rồi thì vào chung một bể đâu có sao thánh không biết nói gì hơn ngoài đỏ bừng mặt thậm chí nhỏ còn gọi cậu lại gần đây cùng ngắm ngọn hải đăng khiến na ghi chợt nhận ra không lẽ cô ấy đang mời gọi mình Hai con thiên thần và ác quỷ trong đầu cậu đang đấu tranh mãnh liệt, mà bất ngờ Erica nhận xét đây đúng là điều mà cô luôn ao ước. Erica lúc nào cũng chỉ có một mình không một người bạn bè nên giá như những ngày như này cứ kéo dài mãi. Nagi lại tưởng rằng cô ấy muốn tắm chung với mình đến thế, thế nhưng ngâm nước nóng quá lâu đã khiến cậu hết chịu nổi buộc phải đứng dậy, làm Erica hét ầm lên thắc mắc tại sao lại không mặc quần thôi đi bà nội là người tự tiện bước vào mà. Nhưng hóa ra từ đầu đến cuối cậu hiểu sai hết rồi cô ấy có mặc đồ bơi chứ không phải không mặc gì vì đây là bể ngâm mình mà. Cho đến tối thì lại một sự việc chớ trêu xảy ra đó là tuy hai phòng ngủ nhưng lại chỉ có mỗi cái giường đôi. Sachi yêu cầu anh trai ngủ ngoài phòng khách nhưng Nagi từ chối bởi ở đây có nhện mà cậu thì siêu sợ nhện. Chốt lại Nagi quyết tâm sẽ thức trắng đêm ngoài phòng khách thay vì để bọn nhện đêm nó bỏ lên tai. Nếu vậy Hiro có một đề nghị sẽ rút thăm để quyết định ai là người phải ngủ với cậu ta. Và kết quả chúng ngay xa chi cô bé tỏ ra vô cùng tồi tệ khi đã đi du lịch vẫn phải ngủ cùng anh hai. Hai bên cứ thế trách móc nhau và quyết định phân chia thiên hạ bằng một cái khăn. Trong khi đó, tại phòng bên kia Erika với Hiro đang chơi trò truy tì. Erika bắt đầu thắc mắc tại sao trong biệt thự lại có trò này không lẽ là ông bố mình dám lén phén với mấy cô cấp dưới. Thay vì đi ngủ thì hai đứa lại vào bồn tắm chơi đùa với bọt xà phòng. Trong đầu cô tiếp tục nghĩ đến cảnh bố mình dẫn gái vào cả trong này thật là đồi trụy cả hai cứ thế cười đùa với nhau đến tận nửa đêm, Hiro vẫn không thể tin được bản thân lại có thể được ngủ chung với một idol như bạn. Erika hiện đang là học sinh cao trung nổi tiếng nhất mạng xã hội rồi, về phía Erika cũng vậy cô chưa từng nghĩ sẽ được tám chuyện cùng bạn bè vào đêm muộn như này. Bất ngờ Hiro nhẹ giọng đề nghị một chuyện rằng nếu bạn không hứng thú thì có thể nhường Na ghi lại cho mình được không? Làm Erika sốc định quay ra thắc mắc nhưng rất tiếc cô ấy đã ngủ rồi, trong khi đó nam chính vừa được tận hưởng một buổi ngâm mình trong suối nước nóng tuyệt vời. Mà sao chợt ngó xuống phía dưới cậu lại thấy ngại phải choàng thêm cái khăn vào. Rõ ràng hồi ở nhà Nagi vẫn luôn mặc mỗi quần lót sau khi tắm xong có sao đâu, nhưng cũng may Sachi đã ngủ rồi. Đến tận nửa đêm cậu vẫn chằn chọc không sao ngủ được mà đâu biết cô em gái nằm cạnh cũng vậy, đành xuống phòng khách thì vô tình thấy Erika ở đây. Cô vừa mới nhớ ra một chuyện rằng cả cái hộp trò chơi lẫn túi bọt tắm này đều là của anh hay nghĩa là Sosuke đã từng tới đây. Bằng chứng là ở cái cột mà ngày xưa mùa hè mỗi năm cả nhà đều tới biệt thự nghỉ mát. Nagi lại phát hiện một điểm bất thường rằng cái hộp vẫn còn rất mới và ngày sản xuất bọt tắm cũng vậy luôn. Ngay lập tức cậu đi đánh thức Sa Chi lẫn Hiro dậy để cùng trợ giúp đi tìm manh mối về anh Sosuke. Đây cũng là lần đầu Hiro được nghe về anh trai Erika hay nói đúng hơn là anh ruột Nagi. Cô nhận xét nếu cậu là em trai chắc cũng dễ thương đấy nhỉ. Trong đầu thánh chưa gì đã nghĩ đến cảnh khoe bài kiểm tra điểm cao và được chị gái ôm vào lòng mà nựng. Ông nội này lúc nào cũng làm ra cái mặt biến thái chết. Sau đó cả bọn cùng mở game ra chơi xa chi nhớ lại ngày xưa cả gia đình mình cùng nhau ngồi chơi trò này rất vui. Erika cũng vậy trước đây thường xuyên chơi với anh hai, chỉ riêng Hiro luôn phải chơi một mình vì là con một tội vừa lờ. Nhưng giật mình nhận ra bản xếp game mới nhất từ 3 ngày trước mặc dù bọn mình mới tới đây được một ngày, với lại đây còn là biệt thự dành riêng cho gia đình mà bố mẹ cô đâu có chơi game. Nagi tin chắc anh ấy vẫn còn đang trong thị trấn này cậu lập tức chạy xuống đi tìm, thế nhưng Erika lại đuổi theo mà nói đừng tìm nữa. Bởi tự nhiên cô lại thấy sợ, một người bản thân đã luôn muốn gặp suốt bao năm qua giờ đột ngột gặp lại cô vẫn chưa biết mình sẽ bộc lộ ra cảm xúc gì nữa. Erika quay lưng trở về nhưng Nagi kéo tay cô bạn lại động viên lúc gặp người ấy thì cậu sẽ ở bên cô. Cứ thế hai người đi hỏi han người dân trong thị trấn mãi đến chiều tối vẫn không có chút manh mối nào. Lúc này Erika mới vui vẻ nói nếu có cậu thì cô sẽ không còn sợ nữa và quyết định cho Nagi đi theo. Tập 23 Rốt cuộc đã kết thúc chuyến đi bốn người cùng chuẩn bị ra về trong khi vẫn chưa thể tìm ra anh trai Erika. Thế nhưng ngay khi xe riêng vừa đến đón Hiro đã vội kéo Na ghi lại bảo hai người cứ về trước mình và cậu ấy sẽ đi tàu về sau. Thì ra nơi cô muốn dẫn Na ghi đến là đền thờ để sưu tập ấn tự bởi hôm qua mới tình cờ tìm thấy. Chạy lên đỉnh Na ghi liên tục cầu nguyện về thành tích học tập đạt hạng nhất, Hiro thì chỉ cảm ơn vì mình đã được bình an lên tới đây. Sau khi lấy được ấn tự cô lại gọi cậu ra về, trong khi đó, Erika đang kể với Sachi chuyện đêm qua Hiro có xin mình nhường Nagi cho cô ấy. Hai đứa đều cho rằng chắc chỉ là nói mộng du thôi bởi một người vừa tài giỏi lại nổi tiếng như Hiro sao có thích tên ấy được. Nói là thế chứ cảm giác khó chịu vẫn không ngớt trong lòng. Xui xẻo thế nào Hiro và Nagi tới nhà ga thì nó đã đóng cửa hóa ra do có bão lớn nên phải tạm ngừng. Cậu cố tỏ ra bình tĩnh giúp cô bạn yên tâm nhưng đếch thể nào che giấu nổi nỗi bất an. Về tận Tokyo không có xe buýt mà đi taxi lại rất đắt bất ngờ một cơn mưa xối xả đổ xuống không báo trước hai người phải trú tạm trước cửa nhà ga nagi cố gắng nghĩ cách không thể để hiro bị cảm được nhưng khi quay sang thấy cô ấy đang để lộ ra một nét mặt rất u buồn quyết định cuối cùng là đành qua đêm ở một nhà trọ sachi với erika nhận được tin nhắn đó thì sốc sau khi đã thuê phòng thành công nagi chợt nhớ lại hiro từng nói muốn sớm trở thành người lớn nhưng dặn lòng không phải ý đó cơ mà muốn ở trọ thì phải điền đủ thông tin tên tuổi và người đi cùng trong khi Nagi còn đang rén vì sắp bị đuổi thì Hiro lấy luôn tờ giấy và điền vào đó hai đứa đều 22 tuổi. Cô còn ra hiệu suyệt thì cậu chỉ biết im lặng, còn về trả tiền phòng thì Nagi đành lấy tạm từ chỗ hàng tháng mà bố của Erika gửi mình. Chủ trọ nhận xét hai bạn thật trẻ chắc là cặp tân hôn thì Hiro đáp đúng vậy bọn cháu đi kỷ niệm ngày cưới. Nghe đến đây thánh của chúng ta sướng tê người. Sau đó cô mới xin lỗi vì cậu là hôn phu của Erika mà lại kết hôn với mình. Cậu ca khịa một học sinh gương mẫu như Hiro mà lại nói dối nhiều thế. Cô đáp vậy thì Nagi cũng trở thành đồng phạm của mình hay còn gọi là một bad boy rồi. Sau khi đi tắm xong, Nagi lại được thấy Hiro trong bộ yukata vô cùng xinh xắn. Cơ mà nhà nghỉ này có vẻ hơi tinh ý khi chỉ để duy nhất một cái niệm cho hai người nằm. Nagi tự đặt ra giới hạn và hứa sẽ không vượt qua vạch này cũng như cả đêm cậu sẽ không ngủ luôn. Cơ mà Hiro biết cả đêm qua Nagi đã không ngủ rồi nên đừng lo. Không biết do nhỏ cố ý hay cố tình mà để lộ hết cả áo trong khiến cậu méo đỡ nổi. À thì ra là vô tình anh em ạ. À. Hiro có vẻ đang đói hai đứa cùng đi mua chút đồ ăn rồi ngồi chơi nối từ với nhau. Mà giật mình nhận ra có con thạch sùng sau lưng thánh của chúng ta sợ chết khiếp. Hiro định đứng lên vứt nó ra ngoài cửa sổ thì lỡ chân dẫm vào bộ đồ của mình và cái kết cả hai cùng ngã nhào lên nhau. Nagi vội xin lỗi nhưng cô đã đan bàn tay lên tay cậu, miệng nói hôm nay chúng ta đã làm nhiều chuyện xấu rồi cậu có muốn thử làm chuyện xấu hơn không? Mặt của cả hai cùng đỏ bừng và bàn tay nắm chặt lấy nhau. Về phía bên này Erika nghĩ chắc do trời mưa nên họ chú tạm qua đêm thôi nhưng Sachi thì không thể chấp nhận được. Quay trở lại với không khí mặn nồng bên này Nagi thắc mắc chuyện xấu hơn là gì. Hóa ra cái nắm tay vừa rồi chỉ là Hiro đưa cho cậu một tờ tiền còn chuyện xấu mà cô muốn nhắc đến đó là uống bia. Rồi xong làm thánh của chúng ta tưởng bở luôn cứ như đang bị cô ấy chơi đủ vậy. Nhưng Nagi sợ đi mua bia mà Khai Gian không cẩn thận bị bắt như chơi. Cô thắc mắc mình xấu xa như vậy là không tốt sao? Thánh im lặng một hồi rồi chốt nhẹ câu đúng luôn cực kỳ không tốt. Hiro là một người thông minh giỏi giang dễ thương được mọi người yêu mến mà lại uống bia thì đâu còn ra thể thống gì nữa. Nhưng lúc nào cũng phải gương mẫu mệt mỏi lắm nên cô muốn dù chỉ một lần được làm những chuyện không tốt, Nagi thì vẫn nghiêm túc không được là không được. Nhưng mà thật ra cậu lại thích một hero xấu xa như thế hơn, đang trong giây phút chim chuột thì giật mình có người gõ cửa nói cảnh sát đây ngó ra xem thử thôi bỏ mẹ đúng cảnh sát thật na ghi cố giữ chặt tay nắm cửa lại trong đầu cậu đã hiện lên hình ảnh hai đứa học sinh ưu tú giỏi nhất nhì của khối bị đuổi học đã khai gian tuổi để ở lại nhà trọ mà còn uống rượu bia kể từ đó gia đình hiro cấm cô giao du với cậu và phải kết hôn với vị hôn phu đã sắp đặt thanh niên sợ xanh mặt quyết định sẽ tẩu thoát qua đường cửa sổ nhưng rất tiếc họ đã mở được khóa cửa sông và hóa ra chỉ là hai cô cảnh sát đảm đang và anh tội phạm may mắn thế éo nào đập vào mắt họ là cảnh tượng Nagi đang cởi trần còn Hiro thì đứng che thân. Rốt cuộc cậu bị cho ăn hai cái tát và chói tay lên xe ngủ. Erika với Sachi còn đang rất tò mò hai người đã làm gì thì Hiro lại đổ thêm dầu vào lửa hai đứa mình đã làm nhiều chuyện lắm. Nagi đúng thật là con trai. Tập 24 Hiro vô tình tìm thấy trong hòm thư một tấm thiệp mời đến dự sinh nhật. Erika thấy nó rõ là dễ thương mà không hiểu sao hai anh em kia lại có phản ứng gắt gỏng thế nếu tấm thiệp mời đã được đưa tới tận nhà như này rồi thì không muốn cũng phải đi tưởng cái méo gì hóa ra là sinh nhật bố thế mà nhỏ erica cũng hùa theo nhảy nhót trong bữa tiệc được mới tải sau buổi hát hò quẩy tưng bừng thì đến tiết mục bố tự tay làm món ăn cho từng đứa năm nào ông cũng tổ chức ngày này hết thành ra mất nguyên một ngày nghỉ hè quý giá thậm chí bố còn tự lấy đồ của mình làm quà sinh nhật tặng cho bản thân đặc biệt năm nào ông cũng chụp ảnh cả gia đình nữa nhìn các thành viên dần đông lên và trưởng thành erica thấy thật vui nhưng riêng bản mặt Nagi vẫn chẳng thay đổi chút nào mà cô bất ngờ nhìn thấy một tấm ảnh có chụp cùng cô gái lạ. Đúng lúc đó ông bố đã đem món bánh kem tự làm ra khiến Erika sốc hóa ra bố mới 36 tuổi, trong khi đó bố kia của cô đã 57 tuổi rồi. Mà Nagi chợt nhận ra có gì đó sai sai bố 36 con 17 suy ra bố mẹ đã có bầu Erika và kết hôn từ 19 tuổi rồi. Vậy hóa ra không chỉ bị sinh ra ngoài kế hoạch lại còn bị trao nhầm nữa cuộc đời cô như một bộ phim vậy mà cũng tại Erika và Nagi trùng ngày sinh nên mới xảy ra cơ sự như vậy. Hai đứa đã gặp nhau lần đầu vào ngày hôm đó tại bệnh viện thế nên bố mẹ mới quyết định cho cả hai gặp lại vào đúng sinh nhật thứ 17. Nhưng đâu ngờ Erika và Nagi đã tình cờ gặp được nhau từ buổi sáng hôm ấy, để rồi đến tối tới điểm gặp gỡ giữa hai gia đình lại gặp nhau lần nữa thật hoài niệm. Lúc đầu bố mẹ lo nếu hai đứa không kết hôn thì sẽ không được gặp Erika nữa và Nagi cũng đi mất nhưng giờ mọi người đều tụ tập đông đủ được như này rồi thì hai đứa không cần phải làm theo lời bố mẹ là kết hôn với nhau nữa. cả hai hãy cứ tự đi tìm hạnh phúc của chính mình. Trên đường trở về nhà xa, Chi tựa lên đầu Erika ngủ thiếp đi. Tuy bố mẹ cậu đã không còn ép vụ hôn thê hôn phu nữa nhưng Erika tin rằng bố cô sẽ không dễ dàng chấp nhận đâu. Thế nhưng trong đầu Na ghi lại lóe lên một suy nghĩ nếu vậy quan hệ của tụi mình sẽ kết thúc sao? Sáng hôm sau cậu bị đánh thức bởi cuộc gọi đến từ Asuma dù chưa từng cho cậu ta số điện thoại. Asuma kể trên trang top top của Erika ngày nào cũng tổ chức học nhóm nên cũng muốn tới nhà cô ấy học ké. Nagi chả quan tâm mà tắt máy bởi cậu chính là người thứ tư có mặt trong các buổi học nhóm ấy. Trong khi cả nhóm đang nói chuyện vui vẻ thì bất ngờ Erika có biểu hiện mệt mỏi và nằm lăn ra đất thở dốc. Thì ra cô đã bị cảm mọi người cùng dìu vào phòng nghỉ ngơi. Nagi vừa đi mua thuốc về cứ thế xông thẳng vào phòng mà đâu biết Erika đang thay đồ liền bị chúng nó chửi cho một trận và cấm con trai không được vào phòng bệnh của con gái. Hiro về nhà đem rượu tới vì khi uống rượu thân nhiệt sẽ tăng lên khiến bạn toát mồ hôi. Với cả nghe nói rượu có tác dụng diệt khuẩn, nhưng Sa Chi không đồng ý vì chị ấy vẫn chưa đủ tuổi uống rượu thay vào đó nên tới nhà tắm sông hơi để làm toát mồ hôi thật nhiều. Sau đó nhảy vào bồn tắm nóng rồi lại vào bồn tắm lạnh mới mau hồi phục được. Nhưng rốt cuộc Erika đuối đến nỗi còn chả đứng dậy nổi thì đi đâu, mặc dù đã uống thuốc nhưng vẫn không đỡ chút nào hai người không biết phải làm sao. Nagi không để yên được nữa cậu mở tủ lạnh ra lấy đồ nấu đồ ăn nóng đem vào phòng cho bạn. Còn trách Erika đừng có nói câu xin lỗi vì đã làm phiền nghe chẳng giống bạn chút nào. Erika là kiểu hay lo lắng cho người khác nên có lẽ do kỳ nghỉ hè cứ cố gắng chơi với Sachi và Hiro mãi. Vì mỗi ngày đều vui quá mà thành ra đuối sức không nhận ra bản thân đã mệt. Sau khi ăn hết chỗ đồ ăn cậu nấu cho cô lại nằm nghỉ và thắc mắc tại sao Nagi là người hiểu mình nhất vậy. Cậu đáp vì mình là hôn phu của bạn nghe được vậy Erika ngỡ ngàng và thầm mỉm cười. Hiro và Sachi bên ngoài cửa đã nghe hết mọi chuyện hiểu rằng vì mình mà cô ấy bị ốm. Nhưng đồng thời cũng biết được họ đúng là một cặp hôn thê hôn phu hoàn hảo mà hai người không thể chủ quan. Tối đó tại hòm thư hai người nhận được một tấm ảnh từ bố gửi có chụp đầy đủ cả gia đình và mặt Nagi vẫn giữ nguyên cái biểu cảm cũ. Erika cảm giác như mình đã là một phần của gia đình. Cô ước ngày nào đó mình cũng có một gia đình như vậy khiến cậu có chút bối rối trong lòng. Rồi Erika đứng sát lại gần người Nagi hơn, trong khi đó, Sachi đang kể với bố của anh chị về việc Erika bị ốm và được anh Nagi chăm sóc chu đáo cho từ đầu đến cuối. Có vẻ quan hệ của hai đứa nó đang có tiến triển, đồng thời cô bé cũng báo thêm là bố mẹ mình không quan tâm đến việc hai người họ có cưới nhau không. Nhưng thật ra ông cũng không quan tâm lắm mà chỉ theo dõi từ xa vì dẫu sao người lựa chọn cuối cùng vẫn là Nagi và Erika. Trong khi đó ở nhà hai con người này lại đang cãi nhau như chó với mèo giống mọi ngày. Erika thì tội rửa bát không kỹ vẫn còn bẩn, Nagi thì tội dám tự tiện giặt đồ của cô lại còn giặt bằng tay. Vậy là đã hết series Hôn Thê Cúc Cô Cú dài 24 tập phim rồi. Nếu muốn biết tiếp diễn biến câu chuyện các bạn có thể ghé qua manga đọc nhé.